Nương theo đó một thanh âm như kim trúc giao kích vang lên, thi mị kia bị một kiếm bổ trúng ngay chán, quanh thân lập tức bị hồ quang điện màu vàng bao vào trong. ầm á, vô số hồ quang điện màu vàng bắn ra tứ tán, cỗ khói khí cháy đen không ngừng bốc lên. Trong miệng thi mị không ngừng kêu thảm liên tục, trên chán tức thì bị kiếm khí cùng ích tà thần lôi đập nện cháy đen, nhưng khí thế thủy chung không suy giảm nửa phần, căn bản không bị vết thương chí mạng. Mũi kiếm hàn lập vừa nhấc lên, đang định gọi ra mấy chuôi thanh trúc phong vân kiếm nữa, thì thân ảnh thi mị kia lại lần nữa hư hóa, như là đao ảnh sáp nhập vào trong băng tinh trên mặt đất. Chỉ thấy phía trên băng tinh, từng cỗ sát khí đen đặc tựa như nước chảy, từ bốn phương tám hướng bắt đầu chảy tới, thấm xuống dưới đất, sau đó trực tiếp tràn vào trong cơ thể thi mị. Hàn lập chứng kiến biến hóa bất định của thân ảnh thi mị hư hư thực thực, vết thương cháy đen trên thân lúc trước bị ích tà thần lôi bổ chúng, vậy mà tất cả đều tự khôi phục lại. Lại còn có năng lực này, hàn lập trao mày, tiến lên phía trước một bước, thân hình lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên thi mị, trường kiếm trong tay lóe lên lôi quang màu vàng, đột nhiên bổ mạnh xuống. Âm một tiếng vang thật lớn, mặt đất băng tinh nổ ầm ầm, thân ảnh thi mị giống như cá bơi từ trong trượt lướt ra, lần nữa hư hóa rồi biến thành thực thể tiến đến Hàn Lập. Hàn Lập đưa trường kiếm quét ngang, đón đỡ, thi mị lại không để ý uy năng ích tà thần lôi, hai tay trực tiếp bắt lấy thanh trúc phong vân kiếm, một khuôn mặt quỷ giữ tận hướng về phía trước, há ra miệng rộng gào to một tiếng với Hàn Lập. Hàn Lập thấy không ổn, lập tức ngừng thở, phong bế ngũ giác, nhưng vẫn chậm một bước. Một cỗ thi sát màu tím sậm bắn ra như mũi tên, phanh một tiếng đánh vào trên mặt của hắn, hóa thành một đoàn khói mù màu tím phủ kín cả khuôn mặt Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy gương mặt tê dần, tiếp đó một mùi vị cay độc khó chịu dũng mãnh tiến vào khoang mũi, yết hầu cũng theo đó khô khốc ngứa ngáy một hồi, đôi mắt càng đau nhức, trong nháy mắt cảnh vật phía trước trở nên mơ hồ. Hắn cố chịu đựng, trong miệng phát ra một tiếng hét to, ích tà thần lôi trên thanh trúc phong vân kiếm bộc phát ra, oanh một tiếng chấn thi mị văng ra. Ngay sau đó, thân hình hàn lập phóng ngược lại phía sau, thân ảnh không ngừng di động bên trong đại điện. Thi mị kia bị một kích đánh lui, sau đó rất nhanh nhào tới, đuổi theo sát hàn lập, không ngừng muốn xé hắn thành mảnh nhỏ. Lúc này ngũ giác hàn lập bị phong cấm, chỉ có thể dựa vào thần thức linh mẫn cảm ứng bên trong linh vực không ngừng tránh né, bị thi mị từng bước ép sát, một người một thi không ngừng va chạm bên trong đại điện, thanh âm nổ vang liên tiếp. Trong mắt thì mị thái ất cảnh không ngừng chấp động từ quang, dưới áp chế của linh vực tốc độ lại càng lúc càng nhanh, tần suất va chạm giữa hàn lập và nó càng ngày càng dày đặc, pháp bào trên thân vậy mà bị xé rách ra số lỗ lớn. Nét mặt hàn lập mịt mờ một màu tím, tiên linh lực trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng tụ tập lại hướng yết hầu và mũi miệng, cố gắng để ép cỗ thi sát này, bức bách ra ngoài cơ thể. Đúng lúc này, thân hình thi mị thái ất cảnh bỗng nhiên tản ra, biến thành năm đạo thân ảnh lông mày hàn lập không khỏi nhíu một cái, dưới cảm ứng của thần thức vậy mà khí thức năm đạo thân ảnh mới xuất hiện giống nhau như đúc, mà cặp mắt của hắn bị thi sát xâm nhập, bây giờ không cách nào vận dụng cửu u ma đồng tử, căn bản không cách nào phân biệt thật giả của năm đạo thân ảnh này. Chỉ thấy thân hình năm con thi mị từ bốn phía khẽ chuyển, đồng thời lao nhanh đến chỗ hàn lập. Mười bàn tay với móng tay sắc nhọn màu tím đen, phía trên chấp động ô quang, phân biệt đâm tới năm vị trí yếu hại mi tâm, ót, cổ, ngực, đan điền của hắn dù hàn lập có tránh về phương hướng nào cũng khó tránh được bị một thi mị trong đó ngăn trở tiếp theo sẽ bị mấy con khác truy kích thời điểm mắt thấy hàn lập không thể tránh khỏi một đạo kim quang bỗng nhiên từ sau lưng sáng lên phóng xuất ra vạn đạo kim quang trói mắt chỉ thấy một đạo kim quang lóng lánh lăng không xuất hiện sau lưng hắn chính là chân môn bảo luân đang quay tròn năm con thi mị đang cách hàn lập hơn một trượng bị ánh sáng màu vàng chiếu rọi trong nháy mắt đều ngưng kết lại giữa không trung cùng lúc đó hàn lập bỗng nhiên há miệng phun một cái một đoàn thi khí ngưng tụ thành xương mù màu tím bắn ra, nện trên mặt đất một cái, sau đó vỡ vụn ra ầm ầm. Sương mù màu tím trên mặt hắn cũng theo đó biến mất không còn, trong hai tròng mắt sáng do ánh sáng tím, nhìn lại năm con thi mị chung quanh. Nhìn lướt qua, Hàn Lập liền phát hiện ra hỏa tấn công nghi tâm hắn có móng vuốt sắc bén không quá giống mấy con kia, thi sát trong cơ thể nó cũng nồng đậm gấp mấy lần. Hàn Lập nhíu mày, thanh trúc phong vân kiếm trong tay chuyển một cái, mũi kiếm chỉ vào đan điền thi mị, ích tà thần lôi trên thân kiếm rung động ầm ầm bao trọn cả trường kiếm vào chỉ thấy trong miệng hắn niệm chú một tiếng một tay vỗ trên thân kiếm tia điện màu vàng trên trường kiếm lập tức tuôn đến hướng mũi kiếm ngưng tụ ra một viên lôi cầu màu vàng giống như chất lỏng màu vàng đổ vào trực tiếp đánh tới đan điền thi mị ầm ầm một tiếng vang thật lớn một đạo lội trụ màu vàng to như vạc nước lăng không sinh ra nuốt trọn cả thi mị vào toàn bộ đại điện màu lam theo đó chấn động không ngừng thân ảnh mấy con thi mị bốn phía liên tiếp hư hóa, từng con biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo khói khí màu tím tiêu tán ra. Duy chỉ còn lại con thi mị bị hàn lập lấy tế lôi thuật đánh chúng trực tiếp, vẫn đang bị chân ngôn bảo luân giam cầm giữa không chung. chương 661, đồng thi đầu to, đúng là dây dưa khó đối phó. Hàn lập nhìn lôi điện biến mất, sau đó thân hình thi mị lại hiển lộ ra, trao mày lên. Mặc dù thứ này không có linh trí, nhưng khí lực mạnh thật sự không thua thái ất ngọc tiên, một kích tế lôi thuật vừa rồi tuy rằng có thể đánh nó đầy thương tích, nhưng lại không đủ giết chết nó. Mà tình cảnh trước mắt lại không cho phép hắn kéo dài thời gian. Ngay lúc Hàn Lập suy nghĩ có nên vận dụng Chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm bồi dưỡng đã lâu trong Huyền Thiên Hồ Lô hoặc là gọi ra tinh viêm hỏa điều đốt cháy luyện hóa nó hay không, thì đột nhiên vang lên thanh âm ma quang. Hàn đạo hữu, thứ này tuy thuộc về âm sát ma quỷ chi vật, nhưng tu vi cảnh giới không thấp, có sức chống cự nhất định với lôi pháp và viêm hỏa người muốn thu thập cũng phải hao phí một phen công phu, không bằng cứ giao cho ta, như thế nào? Người có biện pháp giết chết nó? Hàn lập hỏi, vật ấy chính là âm hồn nhập thi không thể tiêu mất, hấp thu sát khí ngưng kết thành, ta vừa lúc biết tử huyệt của nó, lúc này đối phó là tốt nhất, chỉ cần hàn đạo hữu gật đầu, một lát là ta có thể giết chết nó. Ma quang đáp lại, hàn lập nghe vậy suy nghĩ một lát, sau đó ngón trỏ và ngón giữa tay phải sáng lên quang mang, một đồ án đóa hoa từ đó hiển hiện ra. Hư không bên cạnh, một quang môn màu bạc cao hơn một trượng xuất hiện. Cùng lúc đó, Hàn Lập khẽ vẫy tay trái, chân ngôn bảo luân lập tức quay tít một vòng, kịch liệt thu nhỏ lại bay vào trong tay áo hắn, biến mất không thấy gì nữa. Không có thời gian pháp tác giam cầm, thì mị thái ất kia lập tức khôi phục hành động, vẫn bảo trì tư thế lao thẳng đến nguy tâm Hàn Lập. Vèo một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một bóng người màu đen từ trong quang môn màu bạc lóe lên, mơ hồ một cái đã xuất hiện trước người thi mị thái ất, một bàn tay do sát khí ngưng kết thành thỏ ra, trên lòng bàn tay lượn lờ quang văn màu đỏ sậm, trực tiếp xuyên thấu vị trí giao giữa ngực và bụng thi mị. Bóng người màu đen tự nhiên không ai khác, chính là ma quang đã hòa làm một thể với thi thể hôi tiên. Giờ phút này, trên bàn tay đâm thủng thân hình thi mị thình lình đang cầm một khối thịt màu đen lớn cỡ nắm tay. Khối thịt hình trái tim lại sinh ra thất khiếu, ở giữa tuôn ra sát khí cuồn cuộn nồng đậm đến cực điểm, khẽ co bóp phảng phất như đang hô hấp. Tử huyệt chính thức của thi mị không phải ở đan điền, cũng không phải ở đầu hay tâm khiếu, mà tại chỗ sát thai này nó dựa vào vật ấy để tụ liễm sát khí hóa thi thành mì bất quá cũng chính bởi vậy chỗ hiểm này có thể phòng ngự đau thương kiếm kích lại không ngăn được sát khí công phạt ma quang chậm rãi rút tay về giải thích với hàn lập gã vừa dứt lời tàn thi thi mì tựa như cát chảy hóa thành vô số viên bi màu tím đen rơi là tả trên đất tiếp theo nát bấy thành một đám bụi mù màu đen tiêu tán ra hàn đạo hữu sát thai này ma quang nhìn về phía hàn lập lộ ra vẻ hỏi thăm nếu ma quang đạo hữu tự tay chém giết thi mị, sát thai này tự nhiên cũng thuộc về đạo hữu. Hàn lập gật gật đầu, nói, vậy thì đa tạ, ma quang cảm ơn một câu, sau đó đưa tay bóp một cái khiến sát thai biến thành phấn vụn. Chỉ thấy bên trong lưu truyền tử quang, lộ ra một viên châu nhỏ kết tinh lớn bằng quả long nhãn, còn không đợi hàn lập nhìn rõ đã bị gã tiện tay ném vào trong miệng. Hàn đạo hữu, nếu không có việc gì khác ta tạm thời trở về, tiếp tục bế quan tu luyện. Ma quang mở miệng nói, làm phiền, Hàn Lập gật đầu nói, ma quang nghe vậy, lập tức quay người đi vào trong quang môn màu bạc, trở lại bồ đoàn trong lầu các, khoanh chân ngồi xuống. Hai ngón tay Hàn Lập hơi cong lại, quang môn màu bạc dần dần thu liếm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thân ảnh ma quang biến mất, ánh mắt Hàn Lập chậm rãi trầm xuống, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, đứng tại chỗ điều tức một lát, sau đó tiếp tục đi sâu vào trong cung điện. Đi đến trước cầu thang thông lên tầng 3, Hàn Lập cũng không sốt ruột lên lầu, mà buông thần thức kiểm tra lối vào. Lúc trước nam tử khôi ngô vác cây kiếm to như tấm ván cửa đã đi vào thông đạo thứ hai, nơi tiến vào hẳn là tòa cung điện này. Hắn cũng đi vào lối này nhưng lại không gặp người đó, lại không phát hiện dấu vết gã lưu lại, thật sự có chút cổ quái. Lẽ nào gã không tiến vào nơi này? Xem xét một lát, Hàn Lập cũng không phát hiện bất luận cái gì cổ quái, mới tiếp tục chậm rãi đạp bước lên. Theo lối vào tầng 3, hàn lập liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa đặt một tấm bình phong cũ kỹ phía trên vẽ tranh sơn thủy đã phai màu nghiêm trọng nhìn không ra hình dáng ban đầu chỉ nhìn thấy hình dáng đại khái trên tấm vải vẽ tranh sơn thủy đã bị tàn phá không chịu nổi khắp nơi đều răng đầy lỗ thủng ngay cả trên giá cũng có vết kiếm nông sâu hoặc kẽ nứt còn có thể đứng vững không ngã quả thực có thể nói là kỳ tích hàn lập tiến về phía trước một bước lông mày lơ đãng kích động một chút bước chân của hắn đình trệ một chút sau đó thần sắc khôi phục như thường tiếp tục đi vào phía trong. Đi tới phụ cận tấm bình phong, hắn nhìn xuyên qua lỗ thủng trên đó, thấy trong đại điện đặt chẳng chịt các giá bác cổ, phía trên đặt đủ các bình hoa điểu ngư, cùng một ít cuốn sách màu xanh đen, thoạt nhìn tựa hồ là một gian thư phòng. Nhưng mà, khi hắn đi vòng ra sau tấm bình phong, mới phát hiện gần trăm giá bác cổ này thì đại bộ phận trong đó đã bị phá hủy, lúc trước nhìn xuyên thấu qua bình phong chỉ còn sót lại mấy cái. Hàn lập đi chậm chậm qua những giá bác cổ đã sụp xuống hầu như không còn, nhặt lên một quyển sách cổ màu xanh xem như còn nguyên vẹn, tập trung nhìn vào, phát hiện trên bìa trang sách dùng chữ cổ truyện viết ba chữ kim thạch lục. Hắn khẽ mở ra, phát hiện cuốn sách này chỉ là một quyển thư tịch lưu trữ nghiên cứu kim thạch, căn bản không phải công pháp bí tịch gì. Sau đó hắn lại nhặt liên tiếp lên vài cuốn thư tịch, phát hiện đều là các loại tạp thư bình thường. Nhìn chỗ này hẳn là nơi người nào đó sinh hoạt hàng ngày, tựa hồ còn là một người quan hệ rộng thích kết giao. Hàn Lập thì thào tự nói, sau đó tiếp tục đi vào bên trong xuyên qua trùng trùng điệp điệp cửa cung hàn lập đi vào chỗ sâu nhất của tầng ba cung điện vừa mới vượt qua cửa cung hàn lập liền cảm thấy như vừa xâm nhập vào trong một lớp kết giới lập tức cảm thấy một cỗ thời gian pháp tắc chi lực từ trước mặt truyền đến mãnh liệt ánh mắt của hắn ngưng tụ nhìn vào phía trong chỉ thấy ở giữa đại điện có thủy quang lấp lánh thậm chí có một ao nước lam sắc lớn chừng hai ba mươi trượng bên trong sòng ánh sáng lăn tăn thoạt nhìn thông thấu trong suốt vô cùng trong lòng hàn lập siết chặt trong đầu vô thức hiện ra mấy chữ quang âm chi thủy. Thời gian pháp tắc chi lực lại có thể nồng đậm như thế. Lẽ nào ao nhỏ đựng thủy dịch lam sắc này chính là quang âm chi thủy? Tâm niệm hàn lập vừa động, thần thức chui vài trong ao nhỏ lam sắc cẩn thận tìm kiếm, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, hắn phát hiện trong ao kia, trừ chấn động thời gian pháp tắc ra, còn có một cỗ khí tức sinh cơ vô cùng mãnh liệt. Hắn tiến vài bước đến phụ cận, nhìn vào trong ao, phát hiện thình lình có một cỗ thi thể lơ lửng ở bên trong sao lại là hắn, khi nhìn rõ hình dáng bộ thi hài kia, Hàn Lập không khỏi kinh ngạc nói. Thi thể kia có thân dài không quá năm thước, thoạt nhìn thân hình gầy còm như que củi, nhưng đầu lại to lớn vô cùng, làm cho người ta có loại cảm giác thập phần không cân đối, thoạt nhìn phảng phất như cái đầu muốn trồng ngược xuống đáy ao. Bất quá, nó lại không có vẻ bất ổn chút nào, mà vẫn cân bằng nằm trên mặt nước như vậy, hai mắt hơi khép, thần thái tự nhiên, thoạt nhìn phảng phất như đang ngủ. Đứa bé đầu to này có bộ dáng cổ quái như dị tộc, đúng là pho tượng ngã đổ lúc vào cửa thủy diễn cung đã nhìn thấy. Chỉ là Hàn Lập không nghĩ tới, lại gặp nó ở chỗ này một lần nữa. Thi thể đứa bé đầu to này được bảo tồn hoàn hảo, mặt ngoài tựa hồ không có bất kỳ tổn thương, nhưng chấn động khí tức trên người đều không có, thoạt nhìn phảng phất vừa mới chết không bao lâu, khác biệt một trời một vực với mấy hủ thi xương trắng mà Hàn Lập thấy trước đó. Ánh mắt Hàn Lập hơi lóe lên, ánh mắt rời từ khuôn mặt đứa bé sang mặt nước bên cạnh, chỉ thấy chỗ đó nổi lơ lửng một tấm thuần lam sắc lớn hai thước vuông, phía trên khắc rậm rạp hoa văn, lóng lánh dạng rỡ tinh quang. Mà cách tấm thuẫn khoảng 3 tấc còn nổi lơ lửng một cây sáo thủy tinh lam sắc, phía trên mở ra một số lỗ thủng mượt mà, một đầu lại treo bảy tám mảnh lá trúc chế tác thành bông, thoạt nhìn có chút tinh xảo. Hai vật này thoạt nhìn linh khí giạt rào, không có nửa điểm suy giảm do thời gian tồn chữ dài, ở trên càng tán phát ra trận trận khí tức thời gian pháp tắc mãnh liệt, hiển nhiên đều là tiên khí thời gian pháp tắc có phẩm giai không thấp. Hai kiện đồ vật, Hàn Lập tự nhiên thấy mà thèm, thế nhưng hắn không có lỗ mãng ra tay, mà hơi nghiêng người, trong hai tròng mắt lóe lên tử quang, ánh mắt nhìn về hướng tây bắc đại điện, ở đó có một cột đá hình tròn. Trước đó tên nhâm hào kia, là nam tử khôi ngô vác thanh kiếm bản rộng, không biết sử dụng pháp bảo gì, đem chính thân mình hòa làm một thể với cột đá màu thủy lam, khí tức cũng gần như hoàn toàn che giấu hết. Luyện thần thuật tầng thứ 5 của Hàn Lập đã có chút sở thành, thần thức cảm ứng càng thêm linh mẫn so với lúc trước, cho nên lúc tiến vào tầng 3 cung điện, hắn đã phát giác chấn động khí thức của nhâm hào chỉ là vô pháp xác định vị trí của gã ngay lúc đó hắn cũng biết đối phương đã phát hiện tung tích của mình cho nên không đánh rắn động cỏ hắn mới một mực làm bộ không có cha xét ngông nghênh tìm tòi toàn bộ tầng ba cung biện đúng lúc này lông mày hàn lập bỗng nhiên nhảy lên thân hình đột nhiên mơ hồ một cái liền biến mất tại chỗ không thấy gì nữa ngay lập tức thân ảnh hắn rơi vào phía trên một cây xà ngang cung biệt khí thức trên người cũng thu lại ngay cả chấn động thần thức cũng thu lại phảng phất như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Sau khi hắn ẩn mình không bao lâu, nơi cửa cầu thang tầng ba đại điện xuất hiện một thân ảnh đỏ tươi, đúng là Phong Khánh Nguyên. Chỉ thấy sắc mặt y trắng nhợt, thần sắc có chút khẩn trương, đi chậm tới hướng bên này. Lúc y đi xuyên qua những giá bác cổ sụp đổ kia, cũng như Hàn Lập xem xét những cuốn sách rơi lả tả trên đất, phát hiện không phải tiên ra bí tịch gì liền tiện tay ném qua một bên. Sau đó, thần sắc khẩn trương trên mặt y cũng giảm bớt, chỉ là tốc độ đi tới vẫn chậm chạp, chương 662, ngồi nhử. Phong Khánh Nguyên hành tẩu ở giữa đại điện, động tác nhìn như tùy ý nhưng trên thực tế cũng không buông lỏng cảnh giác. Một đôi mắt thủy chung len lén đánh giá bốn phía, thần thức đã bao trùm toàn bộ đại điện từ lâu. Bất quá, so với thần thức lực của y, thủ đoạn ẩn nấp của Hàn Lập cùng nhâm hào lại tốt hơn. Phát hiện không có gì khác thường, Phong Khánh Nguyên đột nhiên bước nhanh hơn, thân hình mơ hồ một cái đã đi tới trước ao nước nằm sâu trong đại điện, nhìn qua liền thấy tấm thuẫn cùng cây sáo lam sắc kia. Y cho mày, vẻ thèm thuồng hiện lên trong mắt, nhưng cũng giống như Hàn Lập không có tùy tiện động thủ. Lúc trước y đã nhìn thấy nam tử khôi ngô tiến vào thông đạo này, một đường đuổi theo đến đây, ở đại điện tầng 2 cũng thấy rõ dấu vết đánh nhau, đại điện tầng 3 này lại không có một bóng người, hiển nhiên có chút không bình thường. Nhâm đạo hiếu, ta đã phát hiện chỗ ẩn thân của ngươi, sao không xuất hiện gặp nhau? Cùng lấy bảo vật trong ao này, Phong Khánh Nguyên bỗng nhiên thu lại ánh mắt, cao giọng nói. Hàn Lập nghe vậy, Vô Thức nhìn qua cây cột đá nằm bên góc Tây Bắc, chỉ thấy nam tử khôi ngô vẫn như trước che giấu bản thân cực kỳ kín kẽ, bộ dạng không muốn hiện thân chút nào, liền biết cử động của Phong Khánh Nguyên lần này đơn giản chỉ là phô trương thanh thế. Trong đại điện vẫn yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm Phong Khánh Nguyên vang vọng quanh quẩn, sau đó dần dần nhỏ đi biến mất. Mắt thấy lừa gạt không được, cũng không có bóng người nào xuất hiện, lông mày y càng nhăn lên, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Sau nửa ngày, y vẫn không thể đè xuống ham muốn mạnh liệt trong lòng, tay phất lên, một đạo kim quang thoáng qua, gọi ra một kim giáp khôi lỗi có tám cánh tay, tay kia thúc giục pháp quyết, điều khiển khôi lỗi này đi tới ao vớt hai kiện tiên khí kia. Chỉ thấy thân hình khôi lỗi kia linh hoạt nhảy lên, thân hình như con nhện lướt trên ao nước, hai cánh tay trong đó như chuồn chuồn lướt nước, chụp xuống cây sáo lam sắc cùng tấm thuẫn lam sắc. Lông mày hàn lập nhíu chặt, hai mắt nhìn chằm chằm kim giáp khôi lỗi kia, chỉ chờ nó đắc thủ liền sử dụng thủ đoạn lôi đình cước đoạt hai kiện tiên khí từ trên tay nó. Chỉ thấy hai tay kim giáp khôi lỗi sắp chạm vào hai kiện tiên khí, mắt thấy liền muốn đắc thủ, mặt ao nước vốn một mực trơn nhẵn như gương bỗng nhiên nhộn nhạo lên một hồi, rung động kịch liệt. Một đạo thân ảnh màu lam bỗng nhiên từ phía dưới mặt nước vọt ra, hóa thành một đạo ánh sáng nổ bắn ra, trực tiếp đánh bay kim giáp khôi lỗi từ trong ao ra ngoài. Lên keng một âm thanh vang lên lần nữa, thân hình kim giáp khôi lỗi không có lực phản kháng, trùng trùng điệp điệp ngã bên cạnh bờ ao. Ngay sau đó, một cái chân to có màng lam sắc dẫm lên ngực nó ầm một tiếng, làm cho khu vực hạch tâm ở ngực kim giáp khôi lỗi được chế tạo từ loại kim tinh quý hiếm có thể so với tu sĩ chân tiên hậu kỳ phải sụp đổ xuống. Một màn này phát sinh với tốc độ ánh sáng, Phong Khánh Nguyên một bên thấy không ổn, thân hình đã sớm bay ngược ra sau hơn trăm trượng, trong tay nhiều ra một cái ô giấy dầu màu đỏ tươi, quay tròn không thôi, mặt đầy vẻ đề phòng nhìn về phía bên kia chỉ thấy chủ nhân của cái chân to dẫm nát khôi lối kia lại là một tên nhân ngư đầu cá thân người, toàn thân sinh ra lân phiến màu lam giống như tinh thạch, khí tức trên người nó không thể xác định được, nhưng tán phát ra trận trận chấn động thời gian pháp tắc mãnh liệt làm lòng người kinh hãi. Phong Khánh Nguyên nhìn nó, trong lòng đã hối hận, khóe mắt nước nhanh về phía cầu thang, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ kế sách tẩu thoát. Kết quả, y mới chỉ suy nghĩ như vậy, làm sắc nhân ngư bên kia đột nhiên há lớn miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn dày đặc, phát ra một tiếng quát trói tai. Ngay sau đó, chỉ thấy thân ảnh nó phốc một tiếng tung tóe ra, sau đó hóa thành một mảnh xương mù lam sắc, như xương sớm ở ngọn núi bị gió cuốn đi, tuôn tới hướng Phong Khánh Nguyên. Phong Khánh Nguyên thấy tình thế không ổn, chiếc ô giấy dầu màu đỏ trong tay bỗng nhiên mở ra, quét tít một vòng, từ đó tản mát ra một đám sợi hào quang huyết sắc, bao phủ thân hình y lại, cả người hóa thành một đoàn huyết quang, lóe lên, lướt gấp đến cửa thang lầu. Nhưng mà, mảnh xương mù lam sắc lại như bóng với hình, lập tức cuốn tới đầu bậc thang, đuổi theo phong khánh nguyên núp trong huyết quang do chiếc ô giấy dầu biến thành, sau đó bao phủ cả người y vào trong. Ách, một tiếng áp chế khàn khàn, phảng phất như một tiếng gào cố gắng nặn ra từ yết hầu, từ trong xương mù lam sắc chuyển đến. Ngay sau đó, lại có một tiếng vật nặng ngã xuống đất, toàn bộ đại điện tầng ba lại khôi phục yên tĩnh. Sau một lát, toàn bộ xương mù lam sắc cuốn ngược lại, một lần nữa ngưng tụ thành lam sắc nhân ngư, thân hình nó nhảy lên, tóe lên một mảnh nước lam sắc, lại lần nữa rơi vào ao nước. Toàn bộ quá trình, nó cũng không thèm liếc nhìn mùi nhử tiểu thuẫn cùng cây sáo lam sắc kia. Mà ở nơi cửa thang lầu trên mặt đất, chỉ còn lại một cỗ thi thể màu nâu đen đã hoàn toàn khô héo, cùng một chiếc ô giấy dầu cũ nát đã biến dạng không chịu nổi, linh khí cũng đều mất hết. Hàn lập nằm sấp trên xà ngang đỉnh đại điện, nhìn thấy hết thảy, trong lòng càng kinh ngạc. Gia hỏa đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là thứ gì, lại có thể trong nháy mắt đánh chết một kim tiên. Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh màu tím vô thanh vô tức xuất hiện ở tầng ba lối vào, đúng là Phong Lâm kia. Đồng tử Hàn Lập hơi co rụt lại, trong miệng yên lặng ngâm tụng chú ngữ, ẩn nấp thân hình lần nữa. Phong Lâm chậm rãi đi tới, nhìn thi thể Phong Khánh Nguyên, lại nhìn ao nước lam sắc một cái, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ không kinh ngạc chút nào. Nhị vị hẳn là muốn ta lại dò xét một chút thần thông nhân ngư kia sao? Đáng tiếc ta không phải nguyên phong, các ngươi cũng không cần ẩn núp, xuất hiện đi. Nàng này nhìn về một hướng, rồi lập tức nhìn về chỗ ẩn thân của Hàn Lập, trong miệng nói ra nhàn nhạt. Thực tế giờ phút này trong hai mắt Phong Lâm hiện ra một tầng hào quang màu tím, trong đó chấp động liên tục vô số quang điểm màu tím, phảng phất như các vì sao chấp sáng trong bầu trời đêm. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, hai mắt nàng này vậy mà cũng tu luyện cửu U Ma Đồng, hơn nữa thần thông xem ra vẫn còn cao hơn hắn. Hơn nữa giờ phút này khí chất Phong Lâm đã thay đổi, thần sắc cũng không còn ôn hòa mềm mại đáng yêu như trước, khuôn mặt lãnh khốc như băng giống như một vị nữ hoàng cao cao tại thượng ý niệm trong lòng hắn nhanh chóng chuyển động không ẩn núp nữa từ chỗ ẩn thân chậm rãi đi ra hầu như cùng lúc một chỗ khác cũng hoa lên một bóng người thân ảnh nhâm hào cũng hiện ra ha ha phong đạo hữu nói quá lời tại hạ không dám nguyên phong kia nhìn như khôn khéo kỳ thực ngu xuẩn không chịu nổi hung hiểm nơi đây cũng nhìn không ra căn bản không xứng cùng ba người chúng ta liên thủ hắn chết tự nhiên cũng đáng Lệ đạo hiếu cùng phong đạo hiếu tu vi cao thâm, tại hạ vô cùng bội phục. Nhâm hào cười ha ha, nói. Hàn lập mặt không biểu tình nhìn nhâm hào một cái, không nói gì. Hừ, không cần phải như vậy, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, hiện tại bảo vật ở phía trước, chúng ta liên thủ đánh chết đầu lam sắc nhân ngư kia, sau đó bảo vật nơi này, dựa vào bản lĩnh cướp đoạt, như thế nào. Phong lâm hừ một tiếng, không để ý đến lời nịnh nọt của nhâm hào, nói thẳng ra. Không vấn đề, quái vật kia mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng há là đối thủ của ba người chúng ta liên thủ. Nhâm Hào lập tức gật đầu, lớn tiếng đồng ý, Hàn Lập đứng ở nơi đó, vẫn như trước không nói gì. Làm sao vậy, lệ đạo hữu không đồng ý hành động lần này? Hay là người có biện pháp khác tốt hơn? Phong Lâm nhìn về phía Hàn Lập, chậm rãi hỏi, liên thủ không có vấn đề, bất quá kiến thức tại hạ nông cạn, không sánh bằng nhị vị đạo hữu kiến văn Quảng Bác, về lai lịch lam sắc nhân ngư kia, hy vọng hai vị đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc cho tại hạ một chút. Hàn lập sờ sờ cái cằm, sau đó bình tĩnh nói. Lam sắc nhân ngư kia có khí thức cổ quái, hoàn toàn bất đồng với những tu sĩ bọn họ, tựa hồ là loại linh lực nào đó ngưng tụ thành. Lệ đạo hữu quá khiêm tốn, còn về lam sắc nhân ngư kia, ta cũng không biết rõ. Phong lâm lắc đầu nói, nhâm hào nhìn phong lâm một cái, cũng lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Hàn lập thấy vậy, trong lòng có chút thất vọng, ba người đã đồng ý liên thủ, cũng không có chỉ hoãn nữa, truyền âm thương nghị chiến thuật một chút, sau đó từ ba phương hướng đánh tới ao nước lam sắc. Tốc độ ra tay của nhâm hào nhanh nhất, lóe lên liền đến phụ cận ao nước, một bàn tay từ trong tay áo thỏ ra, chảo xuống như thiểm điện. Xoẹt một tiếng, trên không ao nước lóe lên lam quang, một thú chảo to cỡ căn phòng hiển hiện ra, phía trên che kín lân phiến, càng phóng ra vạn đạo lam quang, thoạt nhìn uy thế làm cho người sợ hãi, chộp tới hướng tấm thuẫn lam sắc trong ao nước kia. Ao nước lam sắc cuồn cuộn bọt nước, Lam sắc nhân ngư lần nữa hiển hiện ra, bàn tay nhỏ bé vung lên, một bóng trượng lam sắc hiển hiện ra. Nhìn qua bóng trượng này có phong cách tĩnh mịch cổ xưa, phía trên mang theo từng trận khí thức thái cổ thê lương, phảng phất như quyền trượng của thủy thần thượng cổ, đánh trúng thú chảo lam sắc. âm một tiếng to lớn trầm đục vang lên, thoạt nhìn thú chảo lam sắc có uy thế tuyệt luân, lại bị một trượng đánh nát, trong khoảnh khắc hóa thành mảng lớn thủy quang phiêu tán. Ánh mắt Nhâm Hào lóe lên, cũng không kinh ngạc, trong tay bấm quyết điểm một cái. Chuôi lam sắc cửa kiếm phía sau gã lập tức hóa thành một đạo lam hồng phóng lên trời, ở giữa không trung quay tròn một vòng, lam quang biên cuồng phát ra. Trong giây lát, một thanh lam sắc cửa kiếm lớn trăm trượng xuất hiện trên đỉnh đầu nhâm hào, sau đó trùng điệp chém xuống hướng lam sắc nhân ngư. Rầm rầm, hư không phụ cận vang lên tiếng sóng biển mãnh liệt, hơi nước trong hư không đại thịnh, không khí bỗng trở nên trầm trọng vô cùng. Bên kia, Phong Lâm cũng phát động công kích, chỉ thấy nàng giơ tay lên, một đạo hào quang màu đen bắn ra, đón gió lớn lên hóa thành một cánh cửa màu đen cực lớn. Cánh cửa cực lớn này cao hơn 10 trượng, rộng cỡ 2 3 trượng, phía trên có từng khối lốm đốm màu nâu đỏ, tựa hồ là vết máu, hai cái môn hoàn màu tím đen treo ở trên cửa, đang rung động đinh đương. Hai bên cánh cửa cực lớn còn minh khắc một chương phù điêu ma thần, mặt xanh nhanh vàng, hai mắt huyết hồng. Ma khí mãnh liệt từ trên cánh cửa màu đen cực lớn tỏa ra, làm cho người ta nhìn thấy phải run sợ. Phong Lâm lẩm bẩm, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành một mảnh huyết vụ dung nhập vào trong cánh cửa màu đen. Trong đôi mắt hai phù điêu mặt quỷ trên cánh cửa lớn chợt đại thịnh hồng quang, miệng đồng thời trương lên, phun ra hai đạo huyết quang, lóe lên hóa thành hai bàn tay huyết sắc lớn bắt lấy hai cái môn hoàn màu tím đen kia, hung hăng kéo một cái. Cánh cửa cực lớn màu đen rung lên ông ông, từ từ mở ra. Thanh âm tiếng ác quỷ khóc thét ngút trời từ trong cửa truyền ra, lập tức một cột sáng thô to từ đó phun ra, đánh tới lam sắc nhân ngư hắc quang cuồn cuộn ngưng tụ thành từng gương mặt dữ tợn có mặt người cũng có mặt các loại thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết khôn cùng vẻ thống khổ chi ý từ trong cột sáng màu đen tỏa ra không biết là thần thông gì lúc này thân hình hàn lập cũng đã tới trước ao nước cảm nhận được khí thức cột sáng màu đen trong đầu cảm thấy khó chịu vội vàng vận chuyển luyện thần thuật lúc này mới khôi phục lại ánh mắt của hắn nhìn thật sâu phong lâm một cái đồng thời một tay kết kiếm quyết ba thanh tiểu kiếm màu xanh từ trong tay áo bắn ra kiếm quang lóe lên hóa thành ba thanh cửa kiếm màu xanh, mặt ngoài hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng thô to, phát ra tiếng sấm nổ vang ù ù. Chương 663, hành động bất đắc dĩ. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm, một tay áo dương lên. Ba khẩu cửa kiếm màu xanh lập tức điện xả ra, xếp theo hình tam giác chém về phía Lam Sắc Nhân Ngư, lôi quang màu vàng lượn lờ trên thân kiếm, tách ra mảng lớn kim mang. Lam Sắc Nhân Ngư đối mặt công kích hợp lực như xét đánh của ba người, gương mặt trở nên dữ tợn, pháp trượng lam sắc trong tay đột nhiên vung lên, suy suy một tiếng nổ lớn, vô số bóng trượng lam sắc hiện ra quanh người, ngưng tụ thành một tầng bóng trượng dày đặc, va chạm với công kích của ba người. Lần này ba người hàn lập ra tay, có chính thức sử dụng toàn lực hay không còn chưa biết, nhưng thế công lại tựa như gió táp mưa xa, lớp này tiếp nối lớp khác, dù là tu sĩ thái ất cảnh sơ kỳ chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản. Ấm ẩm ầm liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên những bóng trượng lam sắc kia tuy nhìn như không thể phá vỡ nhưng vẫn không ngừng bị đánh nát màn sáng bóng trượng nhanh chóng trở nên mỏng manh rất nhanh triệt để tan vỡ pháp trượng trong tay lam sắc nhân ngư lóe lên vỡ vụn bất quá ngay sau đó bên tay kia của nó lóe lên lam quang liền nhiều ra một cần câu lam sắc phong cách cực kỳ cổ xưa phía trên mang theo một dây câu lam sắc nhỏ bé hết sức yếu ớt nhân ngư vùng cần câu lên sợi dây câu kia lập tức bay lên nhanh chóng bay lên quanh người nó những nơi dây câu đi qua hư không trống giống hiện lên trận trận sóng lam sắc không gian cũng theo đó vặn vẹo hình thành một đám vòng xoáy lam sắc chuyển động quanh nó ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm chạm lên vòng xoáy lam sắc nhấc lên mảng lớn lôi quang màu vàng nhưng va chạm với vòng xoáy lam sắc lại như châu đất xuống biển tan giã vô tung vô ảnh vòng xoáy khẽ run lên lập tức khôi phục nguyên dạng hàn lập cảm giác được ba thanh cử kiếm giống như bổ vào một mảnh biển rộng mênh mông bắt ngát nước biển ẩn chứa uy năng khai thiên tích địa vô cùng vô tận nên bị thôn phệ, tiếp theo hoàn toàn bị hóa giải. hầu như cùng lúc, nhầm hào tế ra chuôi lam sắc cửa kiếm cũng mang theo xu thế vạn quân chém xuống vòng xoáy lam sắc cũng lập tức bị đỡ được, toàn bộ uy năng kiếm quang đều bị thôn phệ, không có hiệu quả chút nào. phía bên kia, bên trong cửa lớn màu đen bắn ra cột sáng hắc sắc, tuy cũng bị vòng xoáy lam sắc ngăn trở, bất quá phong lâm tựa hồ đã sớm dự liệu việc này, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vù vù một tiếng mặt ngoài cửa lớn màu đen hiện ra từng đạo linh văn màu bạc vô số phù văn màu bạc từ đó phun ra dung nhập vào trong cột sáng màu đen cột sáng màu đen lập tức nổi lên đạo đạo ngân quang biến thành trạng thái hơi mờ phốc phốc một tiếng vang nhỏ mặc dù có chút khó khăn nhưng cột sáng màu đen vẫn xuyên thấu những vòng xoáy lam sắc kia bao phủ một ít thân thể lam sắc nhân ngư những nơi bị cột sáng màu đen bao phủ trên mặt lam sắc nhân ngư lộ vẻ đau đớn tựa hồ hành động cũng bị trở ngại không nhỏ Hai tay Phong Lâm bấm niệm pháp quyết mãnh liệt, cột sáng màu đen run lên, vèo một tiếng, một đạo thân ảnh to lớn quanh thân lượn lờ ma khí từ trong cột sáng nhảy ra. Ma vật này có mặt xanh nhanh vàng, thân cao chừng 10 trượng, trên đầu đầy máu mọc ra hai cây sừng cong huyết hồng, trên tay chân mặt trải khắp lân phiến, trong tay cầm một thanh cương xoa đen kịt, phía trên hắc mang phun ra nuốt vào không ngớt. Thân hình nó mặc dù không quá lớn, nhưng toàn thân tản mát ra khí tức hung lệ vô cùng to lớn, lập tức bao phủ toàn bộ đại điện miệng nhe răng phát ra tiếng cười khặc khặc dữ tợn làm cho hàn lập cùng nhâm hào nghe thấy tâm thần cũng run lên đây là sa bì vương một trong 13 ma vương của vực ngoại thiên ma chúng ta hàn đạo hữu cẩn thận sa bì vương khác với vực ngoại thiên ma vốn lấy tâm ma huyễn thuật đả thương người nó lại có thể trực tiếp đả thương thần hồn phi thường khó đối phó thanh âm ma quang ở trong lòng hàn lập vang lên tràn ngập vẻ khiếp sợ hàn lập nghe vậy trong lòng hơi dùng mình đi phong lâm quát khẽ một tiếng bấm quyết thúc dục cương xoa trong tay xa bì vương đại phóng hắc quang, hung hăng đâm vào thân lam sắc nhân ngư đang còn có chút trì trệ. Âm một tiếng trầm đục, thân thể lam sắc nhân ngư bỗng nhiên bạo liệt ra, hóa thành một đoàn xương mù lam sắc phiêu tán ra. Phong lâm thấy cảnh này, sắc mặt vui vẻ, tay biến đổi pháp quyết. Một cỗ hắc khí tách ra từ cột sáng màu đen, tựa như một bàn tay lớn màu đen, chụp xuống hướng hai kiện bảo vật. Nhâm hào thấy cảnh này, sắc mặt khẩn trương, thế nhưng vòng xoáy lam sắc cũng không biến mất, gã chỉ có thể dương mắt nhìn hết thảy phát sinh. Hàn lập thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không có cử động gì. Mắt thấy hai kiện bảo vật kia sẽ bị hắc khí cuốn lấy, vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Đoàn lam sắc nhân ngư biến thành sương mù lam sắc chợt ngưng tụ lại, lần nữa lóe lên hóa thành lam sắc nhân ngư, thoạt nhìn không bị tổn thương chút nào. Nhân ngư há miệng ra, tay vung cần câu lam sắc lên, một đạo lam ảnh thoáng qua. Âm một tiếng, cỗ hắc quang này bạo liệt ra, làm sao có thể. Phong Lâm thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Kiện sa bì chi môn này đúng là một kiện tiên khí cổ xưa mà nàng ngẫu nhiên đạt được trong một di tích ma vực trước kia, cùng với phương pháp luyện chế nó, tiêu phí vô số tâm huyết mới luyện chế thành bổn mạng tiên khí. Làm ra kiện tiên khí này, hầu như Phong Lâm tiêu hết toàn bộ của cải tích góp nửa đời trước, nhưng uy lực bảo vật này lại không để cho nàng thất vọng. Chỉ cần đạo sa bì ma quang cũng đủ để gây tổn thương thần hồn tu sĩ cùng dai, biến ảo thành sa bì vương càng có thể kích thương tồn tại thái ất cảnh. Bị sa bì ma quang cùng sa bì vương đồng thời đánh chúng, vậy mà lam sắc nhân ngư phảng phất như vô sự. Nhưng vào lúc này, cánh tay lam sắc nhân ngư vung lên lần nữa, sợi dây câu lam sắc kia lại bay cuộn ra, lập tức đan vào hóa thành một tấm lưới lam sắc, bao phong lâm và sa bì chi môn kia lại. Phong lâm bởi vì khiếp sợ nên hơi phân tâm, bổn mạng tiên khí lại bị giam cầm, trên mặt lập tức biến sắc, hai tay bấm nhanh pháp quyết như bánh xe. Vù vù một tiếng nổ lớn, Sa bì chi môn đại phóng hắc quang, rung động kịch liệt, định dẫy dụa khỏi tấm lưới lam sắc đang trói buộc. Nhưng mặc cho nó dẫy dụa thế nào, tấm lưới lam sắc vẫn quấn chặt, kéo Sa bì chi môn lao nhanh xuống ao nước giống như kéo một con cá lớn. Cùng lúc đó, trên cần câu lam sắc vang lên hai tiếng phốc phốc, lại bay ra hai sợi dây câu lam sắc, bay tới hướng ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập cùng cự kiếm lam sắc của Nhâm Hào. Hàn Lập chứng kiến uy lực dây câu lam sắc này, vội vàng bấm quyết điểm một cái. Mặt ngoài ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm đại phóng lôi quang, nhanh chóng vô cùng bắn ngược về, tránh thoát dây câu lam sắc quấn lấy. Bên kia Nhâm Hào cũng gấp rút triệu hồi cự kiếm lam sắc, hiểm hiểm tránh thoát một dây câu lam sắc khác. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện ra một tia khiếp sợ. Thực lực lam sắc nhân ngư không ngờ lại lợi hại như vậy, đồng thời đối mặt ba người bọn họ vẫn có thể chiếm thượng phong. Ánh mắt Hàn Lập lập lòe, trong lòng tính toán có nên thi triển một ít thời gian pháp tắc hay không, nếu không muốn đánh bại lam sắc nhân ngư này quả thật rất khó. Vào thời khắc này, một tiếng nổ lớn truyền đến, là từ chỗ phong lâm kia. Chỉ thấy bên ngoài thân nàng đại phóng hắc quang, sau đó hình thành một đạo quang sóng màu đen, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, lập tức hình thành một linh vực màu đen, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ đại điện. Vô số hắc sắc mà ảnh chấp động trong linh vực, trong miệng chúng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết tràn ngập sự thống khổ, làm cho da đầu người nghe phải run lên linh vực màu đen mở ra sa bì chi môn tựa hồ sinh ra cộng hưởng phóng ra hát quang gấp mấy lần hai cái phủ điêu ma thần ở trên cũng dẫy ruộng giống như vật sống phát ra một tiếng gầm lớn lực lượng cuồng bạo không thể so bì từ trên sa bì chi môn bộc phát ra khiến cho hư không phụ cận run rẩy không thôi đột nhiên ngưng lại mà khi linh vực màu đen bao phủ xuống vòng xoáy lam sắc quanh người lam sắc nhân ngư ảm đạm hơn không ít tựa hồ bị lực lượng linh vực áp chế Nhâm Hào thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, hai tay ở trước ngực đột nhiên bấm quyết một hồi. Ầm ầm, trên người gã đại phóng lam quang, mảng lớn lam quang khuếch tán ra xung quanh, lập tức cũng mở ra linh vực. Vô số sóng lớn lam sắc cuồn cuộn trong linh vực, vang lên tiếng ù ù phảng phất như một mảnh sóng giữ biển cả, vòng xoáy lam sắc quanh người nhân ngư lại ảm đạm thêm không ít. Lệ đạo hữu, Nhâm Hào nhìn về phía Hàn Lập, ý tứ không cần nói cũng rõ. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, bất quá hai tay vẫn bấm quyết, Quanh người đại phóng kim quang, vô số phù văn màu vàng cuồn cuộn trong đó. Hắn vung tay áo lên, phù văn kim quang khuếch tán ra ầm ầm, mở ra thời gian linh vực. Đây là linh vực thời gian pháp tắc, Nhâm Hào cùng Phong Lâm cảm nhận được thời gian pháp tắc trong linh vực hàn lập, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Dù sao thế gian đại đạo có 3000 pháp tắc, mỗi một đạo đều ẩn chứa sinh tồn huyền ảo của thế gian vạn vật, muốn tìm hiểu nhiều loại biến hóa trong đó cực kỳ khó khăn trải qua vạn năm tuế nguyệt, mới có một cơ hội thông qua sức mình tìm hiểu. Mà thời gian pháp tắc với tư cách một trong tam đại trí tôn pháp tắc, càng thêm mê hoặc, đừng nói tìm hiểu, chính là phỏng đoán ra lông cũng ngàn vạn khó khăn. Mà tu vi hàn lập là kim tiên cảnh tương tự bọn họ, không chỉ tìm hiểu tu luyện thời gian pháp tắc, lại có thể điều động linh vực, như vậy tìm hiểu thời gian pháp tắc hiển nhiên cũng không cạn, làm sao không khiến hai người giật mình. Làm sắc nhân ngư bị hàn lập phóng thích thời gian linh vực bao phủ, động tác trở nên trì trệ, vòng xoáy lam sắc quanh người nó lại ảm đạm hơn, đã trở nên như ẩn như hiện. Vào lúc này, trong mắt Hàn Lập lóe lên vẻ tàn khốc, một tay đột nhiên kết kiếm quyết, thanh quang chấp liên tục, chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm trong tay áo nối đuôi nhau bắn ra, quay tít một vòng hóa thành chín chuôi cự kiếm màu xanh. Chảm, hắn bấm quyết vung lên, chín chuôi cự kiếm đồng thời chém xuống ầm ầm, bổ về phía những vòng xoáy lam sắc kia. Nhâm Hào lúc này đã sớm phục hồi tinh thần lại, trong miệng hét lớn một tiếng, lam sắc cửa kiếm bên cạnh lập tức bắn ra, phóng ra ngút trời lam quang. Trong miệng gã nhanh chóng ngâm tụng chú ngữ, hư ảnh sóng lam sắc trong linh vực chen trúc dung nhập vào trong cửa kiếm lam sắc. Lam sắc cửa kiếm rung động ù ù, mặt ngoài lần nữa đại phóng lam quang, điên cuồng rung động một chút, sau đó bỗng nhiên biến mất vô tung, sau một khắc lăng không xuất hiện phía trên vòng xoáy lam sắc, hóa thành một thanh kiếm chống trời cao mấy trăm trượng, theo sau chín chuôi cửa kiếm màu xanh của Hàn Lập chém xuống một cái. Mặc dù bổn mạng tiên khí của phong lâm bị khốn trụ, nhưng lúc này nàng cũng cắn chặt răng, vung tay áo lên. Một tỷ ấn màu đen lớn cỡ nắm tay bắn ra, phía trên lóng lánh hắc tinh, trong đó hiện ra một đầu hắc sắc hổ ảnh. Nàng nói lẩm bẩm một tay nhấn một cái vào hướng hư không tỷ ấn màu đen. Lập tức một tiếng hổ gầm kinh thiên từ phía trên truyền đến, đầu hắc sắc hổ ảnh kia bay múa quanh tỷ ấn, hơn nửa miệng lớn khẽ hấp mãnh liệt, lập tức đa số bóng đen trong linh vực hội tụ đến cuồn cuộn, dung nhập vào trong tỷ ấn màu đen. Tỷ ấn màu đen nhanh chóng biến lớn lên, trong dây lát to cỡ căn phòng, phóng ra hào quang màu đen như thực chất, hung hăng đập xuống vòng xoáy màu lam. Chương 664 xem thường tín nghĩa, trên mặt nhân ngư màu lam rốt cuộc cũng thay đổi, liền vung cần câu màu lam định làm gì đó, nhưng bị thời gian pháp tắc của Hàn lập bao phủ, động tác của nó chậm chạp lạ thường, chưa kịp làm gì thì công kích của ba người Hàn lập đã đánh vào vòng xoáy màu lam. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên động trời nổi lên từng vòng sáng chói mắt làm người ta không thể mở mắt ra được. Vòng xoáy màu lam rung động dữ dội, mặt ngoài hiện ra từng vết nứt, nhanh chóng lan rộng rồi sụp đổ, lộ ra thân hình nhân ngư màu lam. "Chết đi!" Trong mắt Phong Lâm lóe lên vẻ hung lệ, cánh tay liền chỉ về hư không một cái. Ngay lúc đó ánh sáng màu đen của tỷ ấn sáng ngời lần nữa, phát ra từng đợt âm thanh phong lôi chớp nháy liền đánh về phía nhân ngư màu lam. Nhậm Hào cũng khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên, thanh cự kiếm màu lam kia cũng phát từng đợt tiếng thét ô ô đáng sợ lao xuống chém về phía nhân ngư màu lam khuôn mặt không đổi sắc của nhân ngư bây giờ cũng lộ ra vẻ sợ hãi há miệng phun ra một đoàn xương mù màu lam dày đặc ngăn đỡ tỷ ấn màu đen cùng cự kiếm màu lam sau đó liền quay người nhảy xuống ao nước ngay lúc đó trên người nó nổi lên ánh sáng màu lam lực lượng thời gian pháp tắc trong người nó dao động mãnh liệt thân hình của nó vốn chậm chạp vậy mà nhanh chóng trở nên linh hoạt chạy đâu hàn lập thấy vậy trong mắt hơi nhíu lại lật tay tế ra chiếc khóa nhỏ màu vàng. Hắn há miệng phun ra một vệt kim quang, hiện ra rồi chui vào trong khóa nhỏ màu vàng biến mất, bất ngờ kim quang khóa nhỏ tỏa sáng, lóe lên lập tức lao vào trong thời gian linh vực rồi biến mất. Một lát sau, kim quang hiện ra bên cạnh nhân ngư màu xanh, một chìa khóa lớn màu vàng hiện ra từ hư không. Chỉ nghe một tiếng vang kết thật nhỏ, khóa lớn màu vàng khóa lại một cánh tay nhân ngư màu lam. Kim quang trói mắt phát ra từ khóa lớn màu vàng, tiếp đó nháy một cái, ngưng thành một chữ tỏa thật to, bao phủ cả thân hình nhân ngư màu lam. Hàn lập nhờ vào lực lượng linh vực để thôi động khóa nhỏ màu vàng, chữ tỏa này lớn hơn trước mấy lần, không chỉ giam cầm nhân ngư màu lam lại, mà ngay cả xương mù màu lam của nó phun ra cũng bị bao phủ hơn phân nửa. Những xương mù kia cũng lập tức ngưng động giữa không trung, nhìn như bị đông cứng vậy. Một lát sau, tỉ ấn màu đen cùng cửa kiếm màu lam chém xuống, phá tan những xương mù còn lại, cùng lúc đánh lên người nhân ngư màu lam. Một tiếng phanh trầm đục vang lên, thân hình nhân ngư màu lam nổ tung, hóa thành bãi chất lỏng màu lam văng tung téo chung quanh. Tiên khí của ba người bọn hắn cũng dính không ít chất lỏng màu lam, phát ra tiếng xèo xèo. Bề mặt linh quang của tỷ ấn màu đen, cự kiếm màu lam cùng khóa lớn màu vàng liền nổi lên chấp nháy, sau đó mau chóng ảm đạm, tựa như đang bị dính cô ăn mòn thật lớn. Nhậm Hào thấy vậy, đau lòng không thôi, vội bấm niệm pháp quyết thu hồi thanh cửa kiếm màu lam để xem xét. Ngay lúc đó, hai tiếng vù vù bén nhọn từ bên cạnh truyền đến lại thấy hàn lập cùng phong lâm không để ý tiên khí hao tổn chút nào thân hình lao tới bay về phía ao nước màu lam nhậm hạo thấy vậy liền phản ứng hét lớn một tiếng thân hình như lôi điện lao tới nhưng phản ứng của hắn vẫn chậm một nhịp lúc này hàn lập cùng phong lâm đã bay lên trên ao nước màu lam phong lâm phất tay phát ra cỗ hắc quang quấn lấy cây sáo ngọc màu lam kia hàn lập chớp mắt đưa tay đánh ra cỗ thanh quang hóa thành bàn tay màu xanh bắt lấy cái khác là tiểu thuẫn màu lam thu vào trong lòng bàn tay Chạm tay vào vật ấy thấy hơi lạnh nhưng cầm trong tay lại mềm mại, đây có thể là nhuyễn tuẫn mang tính chất bền dẻo. Ánh mắt hắn lộ vẻ vui mừng, đang muốn thu vật này lại. Ngay lúc đó, hắn chợt thấy hư không bên cạnh lộ ra cỗ dao động, bất ngờ hiện ra một viên châu đỏ thấm. Hàn lập biến sắc, quanh người nổi lên kim quang, nhưng kim quang của hắn không kịp tỏa ra, bất ngờ hạt châu đỏ thấm nổ tung, vang lên một tiếng nổ ầm ầm động trời, tạo thành một vòng mặt trời đỏ thấm lớn mấy chục trượng, che khuất thân ảnh của hắn trong mặt trời đỏ thấm bất ngờ hiện ra từng ngọn lửa màu trắng, lay động điên cuồng tản ra cỗ khí thức thiêu đốt đáng sợ. Sau tiếng nổ, hư không chung quanh bị thiêu đốt tạo ra từng khe hở. Vốn đại điện bị thời gian linh vực bao trùm, bỗng nhiên bây giờ biến mất, tốc độ thời gian trôi qua trong đại điện liền khôi phục lại bình thường. Một đợt khí lưu cuồng bạo tỏa ra chung quanh, tạo thành cơn gió lốc mạnh lao ra chung quanh. Đại điện rung động dữ đội nhiều lần, nhưng cũng không sụp đổ. Không rõ đại điện này được xây bằng vật liệu gì, mà đến giờ thừa nhận áp lực mấy người bọn hắn liên tục ác chiến vẫn không hề hấn gì cả. Ở giữa có một đoàn ánh sáng màu lam đang xoay chuyển ở không trung, chính là tấm tiểu thuẫn màu lam kia. Thân hình nhậm hào nhoáng một cái liền xuất hiện bên cạnh tiểu thuẫn màu lam, một tay bắt lấy, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nhậm hào, ngươi làm cái gì vậy? Phong lâm kịp thời né tránh, cũng không bị vùng mặt trời chạm đến, đáp xuống tầng một đại điện, lạnh giọng quát sị ấn màu đen cùng sa tì chi môn bay nhanh trở về xoay chuyển trên đỉnh đầu nàng không ngừng. sau khi ngư nhân màu làm bị giết, tia sáng màu lam giam cầm sa tì chi môn cũng đã biến mất. làm gì, chuyện này còn phải hỏi sao? thu bảo đó, nhậm hào cười lạnh một tiếng, miệng phun ra một đoàn sáng màu xanh bao trùm tiểu thuẫn màu lam trong tay, thu nó vào thể nội. đây là cửu yên lưu diễm châu, bảo vật trong truyền thuyết có thể nhất kích tất sát thái ất cảnh, không nghĩ trên người ngươi lại có thứ này xem ra lúc trước có chút coi thường ngươi rồi. Trong mắt phong lâm lộ vẻ lạnh lùng, quay đầu nhìn về mặt trời đỏ thấm, lạnh giọng nói ra. Vật này nổ chúng hàn lập, sợ rằng lạnh ít giữ nhiều. Hắc hắc, tiến vào di tích chân ngôn môn tầm bảo này, sao lại không mang theo chút thủ đoạn ẩn giấu nào. Tin là trong tay phong đạo hiếu cũng có bảo vật giống vậy, chỉ là chưa tới lúc dùng mà thôi. Nhậm hào cười, lúc trước chúng ta đã ước định, liên thủ đối phó nhân ngư màu làm kia, rồi nhờ vào bản lĩnh để đoạt bảo, sao ngươi lại thất tín đánh lén đồng bạn? quả nhiên thành viên dịch bảo hội đều chung một ruột. phong lâm lạnh lùng nói ra. thám hiểm đoạt bảo vốn đã như vậy, kết bạn cùng với tu sĩ vận dụng thời gian pháp tắc vốn đã không làm cho người khác yên tâm, mà chỉ có thể để người này biến mất vĩnh viễn mới làm ngươi với ta an tâm được. ta nói không phải sao? nói tiếp, người kia đã trúng chiêu, tất nhiên là tài nghệ không bằng người. nếu thực lực hắn cao hơn nhậm mỗ, thì hắn đã có thể lấy hết đồ vật của ta rồi. nhậm hào cười khẩy, không để ý nói. Vậy sao, thế thì dễ rồi. Một tiếng ngừ lạnh lẽo từ trong vòng mặt trời màu đỏ thấm truyền ra, chính là âm thanh hàn lập. Nhậm hào cùng phong lâm nghe xong, trên mặt cùng biến sắc, trong lòng có chút thấp thỏm. Chỉ thấy một bóng người bước ra từ mặt trời đỏ thấm, đó là hàn lập, quần áo lông tóc không tổn thương chút nào. Sau lưng hắn hiện ra một cái viên luân màu vàng, nhẹ nhàng xoay chuyển, chung quanh một trường hiện từng đợt gợn sóng màu vàng. Những nơi hàn lập đi tới, những hỏa diễm tỏa ra sức nóng đáng sợ kia lập tức ngưng động lại, chờ hắn đi qua liền trở lại bình thường. Ngươi, Nhậm Hào trợn mắt há miệng nhìn Hàn Lập, bất ngờ quay người hóa thành một tàn ảnh màu lam, lao nhanh về phía lối ra đại điện. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, kim quang nổi lên quanh người, trong nháy mắt mở ra thời gian linh vực, bao phủ trăm dặm xung quanh. Thân ảnh Nhậm Hào phi độn liền chậm chạp hơn gấp 10 lần. Hư không trước người Nhậm Hào lóe lên lôi điện màu vàng, thân ảnh Hàn Lập hiện ra. Hắn khẽ vung cánh tay lên, trước người hiện ra chín chuôi phi kiếm màu xanh lập tức linh quang nở rộ trong chớp mắt liền hợp thành một thanh cự kiếm màu xanh chém xuống đầu nhậm hào một tiếng nổ vang động trời thân thể nhậm hào mau chóng bắn ngược về phía sau văng mạnh lên vách tường đại điện làm đại điện lắc lư không ngừng ngay sau đó nhậm hào xoay người đứng dậy mặt lộ vẻ sợ hãi lúc này trên người hắn đang mặc một bộ chiến giáp màu lam chiến giáp này được từng lớp phẩy như đồng tiền màu xanh tạo thành mũ giáp là một cái đầu rồng hộ giáp trên tứ chi đều phủ lấy vuốt rồng, nhìn tựa như một đầu cự long màu lam hóa thành long giáp vậy. Mũi đầu rồng của chiến giáp lúc mở lúc đóng, tựa như đang hít thở vậy, từng đạo long ảnh màu xanh lưu động trên chiến giáp, tỏa ra khí thức long uy thật lớn. Tuy nhiên bờ vai của chiến giáp lúc này hiện ra một vết chém, lân phiến đều vỡ nát, xem ra kiếm bổ chúng vào chỗ này. Đây là long tương chiến giáp của Thánh Long Điện nằm trong hắc thổ tiên vực. Phong Lâm nhìn thấy chiến giáp màu xanh này, thất thanh nói ra. Hàn Lập nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn từ khi tiến vào hắc thổ tiên vực trên đường hắn không ngừng thu thập các loại điển tịch bổ sung hiểu biết về hắc thổ tiên vực cũng khá hiểu rõ các thế lực đại tông môn ở vực này trong hắc thổ tiên vực có một đại tông môn tổ sư lập ra nó là người mang chân long huyết mạch cho nên tông môn này lấy chân long làm tín ngưỡng thế lực lớn vô cùng đủ để đứng trong năm vị trí đầu nghĩ không ra nhậm hạo lại là người thánh long điện thế nhưng thánh long điện lại am hiểu luyện chế các loại chiến giáp tiên khí phẩm chất cực cao, so với chiến giáp Bách Tạo Sơn cũng không kém gì. Hàn Lập cùng Cảnh Dương thượng nhân đàm luận luyện khí chi đạo ở Ngọc Côn lâu, cũng mơ hồ nghe gã nói qua tông môn này, cũng có chút tán thưởng tông môn này. Phòng ngự của bộ chiến giáp trên người Nhậm Hạo cực kỳ chắc chắn, vậy mà có thể ngăn được một kiếm toàn lực của hắn. Người cho rằng bằng vào kiện chiến giáp là có thể bảo trụ được tính mạng, thật si tâm vọng tưởng. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nhưng hắn chưa lao tới mà trong thể nội truyền ra một tiếng thanh minh. Ngay lúc đó từ cơ thể hắn bắn ra chín khối tròn tỏa ra màu sắc khác nhau xoay chuyển một vòng liền biến thành nhiều loại hư ảnh pháp tướng chân linh như thiên long chân phượng lôi bằng tuy nhiên so với trước đó lại có thêm một đầu hư ảnh pháp tướng ngũ trảo hôi long chính là bản thể chân linh mộng yểm của cử linh một biến trong kinh chập thập nhị biến đó là chân linh mộng yểm lúc trước sau khi giết cử linh hắn tiện tay thu lại thi thể của ả à, khi vượt qua man hoang giới vực năm đó hắn liền luyện hóa chân huyết chân linh mộng yểm thu nạp vào thể nội hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết, những hư ảnh chân linh lóe lên chui vào trong cơ thể hắn. Chợt bên ngoài thân thể hắn tỏa ra ánh sáng màu tím chói mắt, thân hình biến lớn, trong chớp mắt đã hóa thành một đầu tử kim ma thần ba đầu sáu tay. Hàn lập vung tay lên, bắn ra chín sợi thời gian pháp tắc tinh ti, hợp vào trong cửa kiếm màu xanh nắm trong tay. Cửa kiếm màu xanh lập tức phát ra từng đợt ông ông lay động dữ dội, thân kiếm hiện lên từng hàng phù văn màu vàng. Thiên địa linh khí chung quanh hội tụ lại, hóa thành vô số điểm sáng năm màu, tụ vào cửa kiếm màu xanh giống như thủy triều, làm cho uy lực cửa kiếm màu xanh tăng vọt. Chương 665, niềm vui ngoài ý muốn. Nhâm Hào thấy thế công của Hàn Lập làm lòng người sợ hãi, mặt hầu như không còn chút máu, thân hình hóa thành một đạo lam ảnh chạy trốn liên tục. Cùng lúc đó gã phất tay một cái, tám chín kiện tiên khí nở rộ linh quang bắn ra như điện, mơ hồ một cái hóa thành một mảnh bảo quang tiên khí, bao trọn cả đại điện vào, mãnh liệt phóng đến hướng Tử Kim Ma Thần, phá hư hết các khe hở lúc trước nhưng Hàn Lập chỉ cười nhàn nhạt, một cánh tay ma thần vung lên, phốc một tiếng, một mảng lớn hào quang xanh biếc phun ra, cuốn lấy tám chín kiện tiên khí kia vào. những tiên khí này bị hào quang xanh biếc cuốn lấy, linh quang tản mát ra lập tức nhanh chóng tiêu tán. trong nháy mắt bảo quang tiên khí đều biến mất, chỉ còn lại tám chín kiện tiên khí bị lục sắc hào quang cuốn lấy, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, giống như một con cá mắc lưới. cánh tay Hàn Lập vung lên, hào quang xanh biếc và cả những tiên khí kia đều lóe lên biến mất liên tiếp biến hóa xảy ra, bất quá trong giây lát đã hoàn thành. Làm sao có thể, nhâm hào đang phi đột, nhìn thấy tình huống sau lưng, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin được. Hàn lập biến thành ma thần lật tay thu hồi những kiện tiên khí này vào, lập tức bước tới. Chỉ thấy thân thể cao lớn của hắn mơ hồ một cái, biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc lăng không xuất hiện trước người nhâm hào, ngăn cản đường đi của gã, cự kiếm màu xanh trong tay chém xuống một cái. Nhâm hào bị thời gian linh vực bao lại, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với Hàn Lập, căn bản không trốn thoát được. Khinh người quá đáng, lão tử liều mạng với ngươi, trong mắt gã mơ hồ lộ ra một tia tuyệt vọng, điên cuồng hét lớn một tiếng, cự kiếm màu lam trong tay đại phóng quang mang, mang theo tiếng nổ mạnh ù ù như sóng dữ, phách chạm xuống. Hai thanh cự kiếm bay lên cao chạm vào nhau, giặc giặc một tiếng, cự kiếm màu lam giống như giấy, bị cự kiếm màu xanh đơn giản chém thành hai đoạn. Cự kiếm màu xanh không ngừng chút nào, tiếp tục chém xuống, hung hăng bổ vào thân nhâm hào. Hai mắt nhâm hào mở trừng trừng, khóe mắt như muốn vỡ ra, há miệng phun ra một ngụm máu, dung nhập vào trong chiến giáp ngoài thân, đồng thời tiên linh lực trong cơ thể chen trúc sót vào trong chiến giáp màu lam. Chiến giáp màu lam nở rộ mút trời ánh sáng màu lam, lóe lên ngưng tụ thành một lớp màng màu lam dày đặc, có chút tương tự với chân cực chi mô của Hàn Lập, ngăn trước cửa kiếm màu xanh. Nhưng cửa kiếm màu xanh lăng lệ ác liệt tuyệt luân, kiếm quang phun ra nuốt vào, ẩn chứa từng cỗ lực lượng thời gian pháp tắc cường đại, vẫn như cũng nhanh chóng chém vào, rất nhanh đột phá lớp màng màu lam này, trực tiếp phách chảm lên chiến giáp màu lam. Cự kiếm màu xanh rung động lắc lư ông ông, thoáng dừng lại một chút, bất quá vẫn tiếp tục chém sâu vào trong chiến giáp màu lam. Không, người sẽ phải hối hận. Trong miệng nhâm hào phát ra một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, thân thể phanh một tiếng bạo liệt ra, hóa thành mưa máu đầy trời. Đây là kiếm khí thanh trúc phong vân kiếm lăng lệ ác liệt vô cùng xâm nhập vào trong cơ thể gã, làm thân thể gã nổ bể ra. Không chỉ thân thể, Nguyên Anh và thần hồn của Nhâm Hào trong khoảnh khắc đều bị kiếm khí chấn nát, không lưu lại một chút nào. Bộ chiến giáp màu lam cũng theo thân thể gã triệt để vỡ nát, biến thành ngàn vạn mảnh vụn. Ma thần ba đầu sáu tay khẽ vẫy tay, từ thân thể vỡ nát của Nhâm Hào lấy ra một chữ vật giới chỉ màu xanh chói mắt, bên ngoài thân lóe lên hào quang tử kim, thân thể cực lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt khôi phục hình người. Cự kiếm màu xanh cũng hóa thành chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm, chui vào trong cơ thể hắn mắt thấy hàn lập triển lộ rất nhiều thần thông ánh mắt phong lâm chấp lên trên mặt lộ ra một vòng kiêng kỵ nhưng hàn lập không có nhìn nàng mà rời ánh mắt nhìn về phía thi thể đồng tử đầu to nằm bên kia trước đây luân phiên chiến đấu tuy hắn tiêu hao không quá lớn nhưng cũng không muốn tiếp tục tranh chấp căn bản không nghĩ đến chuyện cướp đoạt cây sáo từ trong tay nàng đại bộ phận lực chú ý đều rơi vào trên thi thể đồng tử đầu to kia bởi vì biết rõ thân phận đặc thù của đồng tử đầu to này vì vậy lúc trước chiến đấu cùng lam sát nhân ngư và nhâm hào hắn thủy chung lưu lại một tia thần hồn trên thân đồng tử, nhưng lại không phát hiện nửa điểm dị thương. Hàn lập suy nghĩ một chút, một tay đưa về phía trước, một đạo ánh sáng màu xanh lập tức từ tay áo tuôn ra, động tác nhẹ nhàng khẽ quấn thi hài đồng tử đầu to kéo ra ngoài ao nước. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, thi thể đồng tử đầu to không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt đã tới trước người hàn lập. Một cái đầu to lớn hầu như đụng vào chán của hắn, chóp mũi cũng thiếu chút nữa dính trên cằm của hắn hàn lập vốn phản ứng không đến mức chậm chạp như thế nhưng không biết vì cái gì tốc độ thi thể đồng tử lại di động thập phần quỷ dị dường như có chứa lực lượng thời gian pháp tác làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị ngay sau đó chỉ thấy mí mắt đồng tử đầu to bỗng nhiên run lên vậy mà mở ra một đôi mắt màu thủy lam thông thấu nhìn đánh giá hàn lập miệng bỗng nhiên mở ra phun mãnh liệt ra một đoàn ánh sáng màu lam vào mặt hàn lập đoàn ánh sáng màu lam kia đánh vào mi tâm hàn lập trong thức hải hắn giống như có một đạo sấm sét nổ vang, làm hai lỗ tai hắn ông ông không ngừng. Không đợi hắn kiểm tra dị trạng trong thức hải, bỗng nhiên miệng đồng tử khép lại, nói ra một câu sát kỳ ma tử, rồi cả miệng lẫn mắt đều khép lại. Ngay sau đó, khuôn mặt thi thể đồng tử bỗng nhiên sáng lên vô số điểm sáng màu lam hết sức nhỏ, tiếp theo phát ra một âm thanh ken kết vỡ vụn như đồ sứ, trực tiếp hóa thành một đoàn xương khói màu lam, thoáng qua rồi biến mất không thấy. Hàn lập giật mình phục hồi tinh thần lại, thân thể không khỏi run rẩy một cái, dường như đột nhiên trải qua một giấc mộng. Phong Lâm đứng cách hắn mấy trăm trượng, lông mày khẽ nhướng lên, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng chỉ thấy lúc Hàn Lập xoay người lại, tựa hồ bị ngây người trong chốc lát, căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mà khi nàng cúi đầu nhìn xuống ao nước, lại kinh ngạc phát hiện, thi thể đồng tử đầu to đã biến mất không biết từ lúc nào. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng nước rầm ào ào, bỗng nhiên từ trong ao vang lên. Phong Lâm rời mắt nhìn lại chỉ thấy giữa ao nước sinh ra một vòng xoáy rộng nửa xích, cuốn động thủy dịch màu lam trong ao xuống dưới, thoáng cái đã thấy đáy. Hàn lập ngay bên cạnh ao, tay mắt lanh lẹ, vội vàng chụp tới thủy dịch trong ao, một đại thủ màu xanh lăng không lơ lửng, lập tức bốc từ đáy ao lên một đoàn thủy dịch màu lam. Bất quá, hắn cũng chỉ kịp vớt được chút ít thủy dịch này, cuối cùng toàn bộ thủy dịch cũng đã chảy xuống dưới, triệt để biến mất. Hàn lập thở dài một tiếng, lật tay lấy ra một cái bình bạch ngọc, đổ thủy dịch màu lam có thể là quang âm chi thủy này vào trong bình, thu vào trong vòng tay chữ vật. Hắn liếc nhìn đáy ao, chỉ thấy chỗ đó khảm nạm rậm rạp chằng chịt những viên đá cội màu lam lớn chừng quả đấm, phía trên truyền ra trận trận linh khí nồng đậm, mặc dù không phải là vật có pháp tác, nhưng là tài liệu thủy thuộc tính có phẩm chất rất tốt. Phong đạo hiếu, cung điện này còn có một ít tài liệu thủy thuộc tính, ta nghĩ chúng ta chia ra lấy là được, không cần phải tranh đoạt A. Hàn lập nói xong, mỉm cười nhìn về phía thiếu phụ ma tộc kia như thế tự nhiên là tốt nhất, ánh mắt phong lâm hơi thu liếm lại, che miệng cười nói. Hàn lập cũng không cần nhiều lời, cùng thiếu phụ ma tộc mỗi người thu lấy tài liệu thủy thuộc tính trong ao nước và cả cung điện. Sau khi thu thập toàn bộ, hai người lại cẩn thận tìm tòi trong ba tầng cung điện một lần, không phát hiện gì liền cùng nhau đi ra ngoài đại điện. Phong đạo hiếu, tại hạ tính tiếp tục đi theo lộ tuyến này thăm dò phía trong, người có đi cùng không? Hàn lập nhìn một cái cung điện bị bao phủ trong đám sương mù phía sau, mở miệng hỏi. Đồng hành thì không cần, ta vẫn định quay lại đường cũ, trước qua đó tìm kiếm một chút. Phong Lâm tự nhiên minh bạch dụng ý Hàn Lập, lập tức mở miệng nói ra. Chứng kiến Hàn Lập hai lần ra tay, nàng rất là kiêng kỵ hắn, làm sao còn dám đi chung với hắn. Đương nhiên điều Hàn Lập muốn cũng là kết quả thế này, vì vậy liền thức thời nói. Đã như thế, vậy không miễn cưỡng đạo hữu nữa, bảo trọng. Đưa mắt nhìn thân thể Phong Lâm xinh đẹp biến mất trong thông đạo phía sau, Hàn Lập mới thở dài một hơi, ánh mắt ngưng tụ, thần thức chìm vào trong thức hải cha xét. Lúc này trong thức hải hắn gió êm sóng lặng, chỉ có một đoàn ánh sáng màu lam ung dung lơ lửng tại đó, không có chút chấn động nào. Thần thức hàn lập vừa mới chạm vào, quang đoàn màu lam lập tức phanh một tiếng rơi lả tả, hóa thành một màn sáng màu lam, phía trên nhộn nhạo rung động từng trận gợn nước, từ trong hiện ra mấy nghìn văn tự màu vàng. Cha xét một chút, hắn thình lình phát hiện văn tự kia chính là chín cuốn công pháp thủy diễn tứ thời quyết, so với trước đây lấy từ thương lưu cung Bắc Hàn tiên vực thì nhiều hơn hai tầng. Đoạn cuối công pháp còn ghi chép một đoạn tâm đắc tu luyện của đồng tử đầu to, cũng có hơn ba ngàn chữ. Đợi Hàn Lập ghi nhớ tất vả vào đầu, văn tự kia liền tản ra ầm ầm, hóa thành một mảnh kim phấn, cùng ánh sáng màu lam chung quanh đồng thời tiêu tán mất. Hàn Lập chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng chỉ thoáng qua một chút. Bây giờ bản thân ở nơi này, tự nhiên không phải lúc đi phỏng đoán đồ vật đã đoạt được kia hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó thân hình khẽ động, tiếp tục đi vào phía sau cung điện. Phía sau cung điện là một mảnh rừng núi xanh ngắt thưa thớt, bên trong tràn ngập sương mù, ánh mắt bị ngăn trở không nói, thần thức cũng bị áp chế, Hàn Lập đành phải thả chậm tốc độ, tiến lên từng bước. Bất quá cũng may trên đường đi bình an vô sự, ngoại trừ ngẫu nhiên trong rừng gặp một ít thi hài đệ tử chân ngôn môn hoặc người thiên đình, cũng không gặp di tích kiến trúc gì. Ước chừng ba canh giờ sau, cây cối giữa rừng núi càng trở nên thưa thớt, nhưng sương mù phía trước lại càng thêm nồng đậm. Hàn lập đi ra sau tòa núi rừng này, lại phát hiện phía trước có một ao sen cực lớn to chừng ngàn trượng, bên trong lá sen xanh tươi lấp lấp, xanh biếc giống như phỉ thúy. Bên trong ao sen, sương mù màu trắng sữa lan tràn bất định, nhiều đóa hoa sen màu phấn trắng rải rác bốn phía, thoạt nhìn xính đỉnh lã lướt, lại có vài phần khí phái tiên ra. Tiếc là Hàn Lập bây giờ căn bản không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp bực này, liền nhìn lướt qua ao sen, tiếp tục tiến vào bên trong mà khi thân hình hắn bay vút lên giữa không trung, ánh mắt quét qua ao sen phía dưới, lông mày không khỏi hơi nhăn lại, treo giữa không trung. Trách không được thiên địa nguyên khí nơi đây nồng đậm như thế, thật là có ý tứ. chương 666, Tinh Liên, thân hình hàn lập lơ lửng giữa không trung, cẩn thận quan sát cảnh tượng trong ao sen một lát, phát hiện hoa sen hồng nhạt phía dưới nhìn như phân bố tán loạn khắp nơi. Nhưng kỳ thực lại được bố trí đặc biệt, nhiễm nhiên tạo thành một tòa pháp trận lớn. Hắn suy nghĩ một lát, Thân hình đột nhiên lướt xuống, lúc tới gần mặt nước trong đôi mắt sáng lên tinh quang màu tím nhìn khắp nơi. Dưới cửu u ma đồng tử, hoa sen được phân bố lập tức trở nên rõ ràng. Thấy tình hình này, khóe miệng Hàn Lập cong lên một vòng vui vẻ, tay vung lên, một mảnh hỏa diễm màu bạc lập tức bắn ra, lóe lên sau đó hóa thành một hỏa điều màu bạc, hai cánh vỗ mạnh biến thành một đạo ngân ảnh nhanh chóng bay vòng quanh ao sen, mảng lớn ngân diễm như thiên hỏa rơi vãi xuống toàn bộ ao sen, lập tức đốt tất cả lá sen trong ao. Bên trong ngân diễm cháy hừng hực truyền đến từng đợt âm thanh tất tắc, toàn bộ lá sen xanh biết bị tinh viêm hỏa điều đốt thành cho bụi, toàn bộ ao sen không còn sinh cơ, không khí trở nên trầm lặng. Dù vậy, sương mù màu trắng sữa tràn ngập ao sen vẫn không có tản đi, những hoa sen hồng nhạt kia cũng không có biến mất. Hàn lập thấy thế, trong nội tâm âm thầm gật đầu, đưa tay vẫy nhẹ. Chỉ nghe trong ao sen truyền đến một tiếng thanh minh, tất cả ngân diễm cuốn ngược về, hóa thành một ngân diễm hỏa điều bay vút đến hàn lập, lúc tới gần bỗng nhiên thu lại, biến thành một ngân diễm tiểu nhân, nhảy cả tương rơi trên đầu vai của hắn. Ngân diễm tiểu nhân nhìn quanh, khuôn mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, tựa như không hiểu vì sao hàn lập sai nó đi đốt hoa sen trong ao này, lại không cho nó đốt sạch. Tựa hồ chỉ chốc lát nữa những hoa sen hồng nhạt kia đều sẽ hóa thành cho tàn. Trong lúc nó đang nghi hoặc, trong ao sen đột nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ thấy chung quanh những hoa sen hồng nhạt kia nhao nhao sáng lên một chút tinh quang màu xanh lá, tiếp theo từ đó lú ra trồi mới, sương mù màu trắng sữa bốn phía cũng theo đó cuồn cuộn kịch liệt không bao lâu từng mảnh trồi xanh tươi nhao nhao mọc lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được lớn nhanh không hề ngừng lại lá sen xanh biết trong ao vậy mà trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hồ nước một lần nữa việc này cũng không phải huyễn thuật gì cả mà vì trong ao sen thủy linh khí thực sự quá sung túc cộng thêm trận pháp phụ trợ làm cho đám lá sen ngay lập tức trùng sinh ngân diễm tiểu nhân vừa thấy cảnh này mở to hai mắt nhìn tựa hồ bất mãn đám lá sen này dám phục sinh dưới ngân diễm của mình, đôi cánh hỏa diễm bùng lên quanh thân, tính lao xuống dưới đốt đám sen không còn một mảnh. Hàn lập khoát tay, vỗ vỗ đầu vai ngân diễm tiểu nhân, ý bảo nó không cần như vậy. Ngân diễm tiểu nhân thấy vậy mới thu hỏa diễm trên người vào, lại trở về trong cơ thể hắn. Hàn lập nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt có chút chấp động. Trải qua một phen thăm dò, hắn đã biết rõ bố cục ao sen này, thân hình xẹt qua mấy trăm trượt, đi tới trước một một đóa sen hồng nhạt, bàn tay nhấc lên chụp về phía nó. Theo một trào này của hắn, trong hư không xuất hiện một đại thủ màu xanh, năm ngón tay co lại, nhổ cả thân và dễ đóa sen hồng nhạt kia lên. Gốc sen lóe sáng tinh quang màu lam, thình lình còn treo một đóa tinh liên màu lam thông thấu vô cùng. Tinh liên màu lam này vừa mới nổi trên mặt nước, những đóa sen hồng nhạt còn lại trong ao nhao nhao suy bại, trở nên khô héo. Ngược lại lá sen trong ao vẫn đứng cao vút như cũ, không có lập tức héo rũ, nhưng bên trên không còn sáng bóng xanh biếc như trước, giống như đã mất đi một phần sinh cơ. Cùng lúc đó, sương mù màu trắng sữa một mực bao phủ dày đặc trong ao sen dưới những cơn gió nhẹ bắt đầu tiêu tán dần ra. Hàn lập không có nhìn biến hóa trong ao, lúc này ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chú cây tinh liên màu lam trong tay, cảm thụ trong đó chuyển đến khí tức thủy thuộc tính pháp tác đậm đặc, khóe miệng cong lên một vòng vui vẻ. Chỉ thấy hai ngón tay phải hắn sáng ngời oánh quang, một quang môn màu bạc cao hơn một trượng lập tức hiển hiện trước mắt hắn cất bước tiến vào động thiên hoa chi lập tức đi tới trước hồ nước kim liên bên ngoài trúc lâu đưa tay ném đóa tinh liên màu lam và đóa sen hồng nhạt vào cùng một chỗ trong hồ nước tinh liên màu bạc vừa cắm vào trong hồ rất nhanh trong hồ liền mọc ra sáu đóa sen hồng nhạt hơi nước bốc lên bốn phía sương mù màu trắng sữa bắt đầu phiêu diêu bay lên từ mặt nước bên trong động thiên tựa hồ lại có một cơn gió màu xanh lá sinh ra cuốn lấy sương mù nhàn nhạt, nhạt này bay về các nơi trong động thiên linh khí bên trong động thiên hoa chi lại lần nữa tăng vọt ma quang vốn đang nhắm mắt tu luyện tại tầng hai trúc lâu bất thình lình bị linh khí biến hóa quấy nhiễu mở hai mắt ra bất quá gã cũng chỉ nhìn một chút biến hóa trong động thiên sau đó nhìn lướt qua chỗ hàn lập lại điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa nhắm hai mắt lại tu luyện linh dược phiên bên kia trên một tòa trúc lâu mới được xây dựng không lâu giải đạo nhân dựa vào lan can đứng nhìn phía bên này trong mắt hiện lên một tia kinh dị hàn lập chắp tay đứng lơ lửng giữa không trung khóe miệng mang theo một vòng vui vẻ nhẹ nhàng Thanh Phong quất vào mặt thổi quần áo hắn bay phấp phới. Sau một lúc lâu, hắn thấy không có gì khác thường, thỏa mãn gật gật đầu. Đã có vật này, tăng thêm lúc trước Kim Liên cùng Pháp trận linh khí vận chuyển trong động thiên này càng thêm ổn định, có thể giảm bớt tiêu hao tiên nguyên thạch trung phẩm. Vừa nghĩ đến đây, hắn xài bước trong động thiên hoa chi, thân hình lướt gấp lên, bay qua ao sen rộng ngàn trường, tiếp tục tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, một chỗ di tích chân ngôn môn phân bố một mảnh dày đặc di tích kiến trúc khắp nơi trong di tích này là một cảnh hoang tàn, cung điện đều sụp đổ xuống, trụ xa đứt gãy, chính giữa sen lẫn rất nhiều tàn hài thi cốt đệ tử chân ngôn môn cùng người thiên đình, trong đó không thiếu một ít tu sĩ khi còn sống có tu vi khá cao, dù đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, thi cốt vẫn hiện ra ánh khiết sáng bóng. Trừ những nơi đó ra, tại trung tâm di tích còn bảo tồn một tòa cung điện khổng lồ tương đối nguyên vẹn, ngoại hình có chút cổ quái, thoạt nhìn giống như một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm ngưng kết lại, Phía trước cửa treo một tấm biển lớn viết ba chữ to Lưu Hỏa Cung. Tòa cung điện này không biết được kiến tạo từ chất liệu đặc thù gì, hoặc là trong điện vẫn còn luyện đan hay luyện khí, lúc đến gần trên mặt tường còn mơ hồ có sóng nhiệt truyền ra, từng lớp sóng nối tiếp nhau, những nơi đi qua hư không có chút mơ hồ vặn vẹo. Mà giờ khắc này, bên ngoài cửa chính cung điện không ngừng truyền đến tiếng nổ vang. Chỉ thấy một tầng linh vực màu tím cùng một tầng linh vực màu vàng giao thoa nhau, bên trong đang có một cung trang nữ tử áo tím xinh đẹp trước ngực núi non cao ngất, cùng một lão giả bệnh quỷ mặt vàng như nến, thân hình vòng xuống, đang giao chiến kịch liệt. Nữ tử xinh đẹp không ai khác, chính là huyện yên thành chủ nhan tử yên. Giờ phút này trên mặt nàng tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhíu chặt lông mày đến nghi tâm làm nốt rồi màu hồng bị đè ép nhô lên cao, ôm trong ngực một cây tử ngọc tỳ bà, nhanh chóng rung động dây đàn. Chanh chanh chanh, nương theo từng trận âm thanh giống như kim thạch pha chạm, nguyên một đám huyễn yên ngưng tụ thành nữ tử tuyệt mỹ lăng không hiển hiện ra, trong tay đều nắm một thanh loan đao màu tím, thân hình phiêu diêu đánh về phía bệnh lao lão quỷ. Thân hình bệnh lao lão quỷ chấp sáng trước quãng trường đại điện, nhẹ nhõm tránh né huyện yên nữ tử tập kích. Bởi vì tu vi cảnh giới cao hơn đối phương rất nhiều, giờ phút này trên mặt lão không có vẻ gì lo sợ, ngược lại tràn đầy vẻ chiêu thức cùng thưởng thức, tựa hồ thập phần hưởng thụ đám mỹ nữ huyện yên vây quanh. Lão mang theo một đôi mắt đục ngầu nhanh như chớp đảo qua lại bộ ngực cùng bờ mông nhan tử yên, khóe miệng chứa đựng vẻ hèn mọn bị ổi vui vẻ, cười hớn hở nói. Ha ha, tử yên thành chủ, người nói xem, ở trong di tích hoang vu này cũng chỉ có hai người cô nam quả nữ chúng ta đơn độc, làm một chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt chẳng phải thú vị hơn nhiều so với chém chém giết giết sao. Người nhận ra ta, nhan tử yên nghe vậy, trầm giọng hỏi, không phải là phu nhân của phó đại cung chủ sao, chuyện này có gì mà không biết, như thế nào, trong di tích chân môn môn này, người còn muốn dùng danh tiếng phó nguyên hải áp ta. Bệnh lao lão quỷ cười cười tỏ vẻ không sao, nói ra. Chỉ dám dùng bề ngoài bẩn bựa giả tạo nói chuyện với ta, nếu quả thực ngươi có gan thì lột lớp ra kia đi, dùng chân dung thực nói chuyện với ta, ta cam đoan sau khi ra khỏi di tích chân ngôn môn này, liền kêu hắn tới bái phỏng tổ tông 18 đời nhà ngươi. Nhan tử yên phun nhẹ một ngụm nước bọt, cao giọng trách mắng. Tuy ngoài miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không dám khinh thường chút nào, tu vi người trước mắt thật sự cao hơn mình quá nhiều, nếu không phải đối phương một mực trêu đùa, nàng căn bản không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì chống đỡ đến lúc này khục nếu như giai nhân đã có ý ta lại không đáp ứng thì không có lý lẽ rồi bệnh lao lão quỷ bỗng nhiên đứng thẳng người làm ra bộ dạng ho nhẹ một tiếng cười nói ngay sau đó chỉ thấy gã nắm cổ áo phía sau kéo mãnh liệt về phía trước một cái vậy mà trực tiếp kéo xuống toàn bộ quần áo cùng một lớp da trên người giống như ảo thuật vậy từ đó chui ra một lang quân tuấn tú quần áo trắng hơn tuyết như thế nào Bộ dạng tiểu sinh như này có lọt vào pháp nhãn của phu nhân không?" Dung mạo thân hình của gã rực rỡ hẳn lên, cách nói chuyện cũng biến đổi, quả thực khác với bệnh lao lão quỷ lúc trước như ngày và đêm. Trong hai mắt nhàn tử yên lóe lên dị sắc, phát hiện trên người gã tựa hồ không có dấu vết che giấu, phảng phất như dùng chân dung thực nói chuyện với mình, thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo. Nếu đối phương đã nắm chắc hình dáng bản thân không lộ ra ngoài, cũng có nghĩa là gã sẽ hạ sát thủ với mình mắt thấy thần sắc nhan tử yên biến hóa im lặng không nói, bệnh lao lão quỷ biến thành lang quân tuấn tú áo trắng lẻ ra đầu lưỡi đỏ thẫm liếm liếm bờ môi, thoải mái cười to nói, yên tâm đi, nữ tử tuyệt sắc mê người như ngươi, ta làm sao lại giết bỏ chứ? Tự nhiên là muốn biến ngươi thành người hầu, hảo hảo cương triều A. Nhan tử yên nghe lời ấy, không khỏi cảm thấy cả người phát lạnh, tay cầm chặt tử ngọc tỳ bà, lại kéo dây đàn ra như kéo dây cung, đột nhiên bắn tới hướng lang quân áo trắng kia. Chỉ nghe ô, ô, n, gờ một tiếng trầm muộn, một cột sáng màu tím từ trên đàn tỷ bà bắn ra, hóa thành một biên bức cánh tím hình thể to lớn, trong miệng phát ra từng tiếng kêu to, xông thẳng đến gã. Bên trong linh vực màu tím của nhan tử yên, trong tiếng kêu to của biên bức phát ra từng trận chấn động âm thanh lấy mắt thường khó thấy được, tăng vọt mở rộng tầng tầng lớp lớp, bắn mạnh về phía trước. chương 667, Hỏa Tuế Huỳnh trùng, lang quân áo trắng đối mặt thế công mới mãnh liệt của nhan tử yên, mỉm cười, tiếp theo bỗng nhiên đưa tay đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, lóe lên chui vào bốn phía hư không biến mất không thấy. Sau một khắc, bên trong linh vực màu vàng do gã phóng thích hiện ra từng đoàn quang bàn to cỡ bánh xe, quay tròn không thôi, không ngừng làm suy yếu biên bức cánh tím phát ra sóng âm xâm nhập, nhưng trên pháp bảo màu trắng phẩm giai cực cao lại xuất hiện tầng tầng nếp nhăn. Kéo dài một lát, một hồi thanh âm hí y truyền đến, trên pháp bảo bị phá ra vô số lỗ thủng rất nhỏ, những quang bàn kia rút cuộc bắt đầu tán loạn từng đoàn. Cùng lúc đó, di tích cung điện sau lưng lang quần áo trắng dưới tác động của sóng âm rung động lắc lư không thôi, rất nhanh liền biến thành bột mịn, như khói bụi tung bay lên rơi vãi khắp nơi. Nhan tử yên thấy vậy, trong mắt có chút vui mừng, vội vàng lẩm bẩm hai tay gảy nhanh đàn tì bà trong tay. Hai mắt biên bước cánh tím lóe lên hung quang, hai cánh mở ra mãnh liệt, hóa thành một đạo tử quang, xông tới lang quần áo trắng. Hư, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta vô tình lang quần áo trắng cúi đầu nhìn trang phục bị xé rách không chịu nổi, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, quát lên. Dứt lời, cổ tay gã vòng một cái, trước người lóe lên linh quang, lập tức hiện ra một thanh thiết phiến to lớn dài đến sáu xích, ở trên khắc lên từng vòng phù văn màu vàng phức tạp khó hiểu, từ đó truyền ra từng trận khí thức thổ thuộc tính pháp tắc mãnh liệt. Chỉ thấy một tay gã bấm quyết, thiết phiến trước người lập tức rung động thương lang mở ra, phía trên mặt quà to lớn có đồ án dị thú hoàng mao phong hống đại phóng hào quang, lại tựa như đang sống từ trong đó nhảy ra, miệng lớn há to, bay ra một cỗ vòi rồng cuốn lấy cát vàng cuồn cuộn. Ầm ầm ầm, một hồi tiếng vang cuồng bạo truyền đến, vòi rồng cát vàng quét qua, trực tiếp đánh cho đám biên bước cánh tím khó khăn lắm mới xông đến trước mặt biến thành nát bấy. Mà Nhan Tử Yên cầm đàn tỳ bà trong tay cảm thấy toàn thân trì trệ, căn bản không thể nào tránh thoát, bị cỗ vòi rồng cát vàng này va chạm mãnh liệt, toàn thân bay ngược ra sau, phanh một tiếng đâm vào trên cửa điện lưu hỏa cung phía sau, ngã vào bên trong. Chật chật, ra tay nặng quá, nhưng cũng đừng làm hư mất khuôn mặt kia a. À. Trong miệng lang quần áo trắng khẽ ôi, một tiếng, vội vàng thu hồi thiết phiến, đau lòng chạy nhanh lên phía trước. Còn không đợi gã bước vào cửa điện, bên tai bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng vang vô cùng nhỏ, nghe phảng phất như âm thanh vô số giáp trùng đồng thời vỗ cánh bay. Ngay sau đó, bên trong đại điện liền truyền ra thanh âm kinh hãi của nhan tử yên, không. Đây là thứ gì, vừa dứt lời, thân ảnh của nàng liền từ trong đại điện bắn ra, mới bay lên không trung trăm trượng thì ngã mạnh xuống, phanh một tiếng nện xuống mặt đất. Lang quân áo trắng thấy tình hình này khẽ giật mình, tiếp theo hai mắt ngưng lại nhìn hướng bên kia, lập tức hít một hơi lạnh. Chỉ thấy một mảng lớn tiểu trùng đỏ sầm to cỡ hạt gạo, trên người bốc lên lốm đa lốm đốm hỏa diễm màu đỏ, đang bò rậm rạp chẳng chịt đầy người nhan tử yên. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ thống khổ, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, quanh thân bị hỏa diễm thiêu đốt, bao phủ một tầng xương mù màu vàng nhạt, vốn gương mặt tỏa sáng vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, bắt đầu sinh ra từng đạo vân mảnh, tóc xanh trên thái dương cũng bắt đầu xuất hiện màu bạc trắng. Cuối cùng là vật gì, lại có thể thiêu đốt tinh nguyên nàng. Phải biết rằng tu sĩ kim tiên cảnh tuy vẫn không thể tránh khỏi suy kiếp hàng lâm, nhưng trừ điều đó ra, thọ nguyên lại gần như vô tận, mà loại tiểu trùng của quái này lại có khả năng nghịch thiên như vậy. Sắc mặt lang quân áo trắng lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong nội tâm càng kinh hãi tới cực điểm, thân hình vòng một cái, tính liều mạng chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, một đạo thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, như là một cột điện to lớn đập xuống, một tầng linh vực màu lửa đỏ lập tức bao phủ khắp nơi, cũng bao cả gã vào trong. Lang quần áo trắng đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy người kia mặt mũi khác thường, đầu tóc đỏ như lửa, mũi như sừng tê giác, trên hai cái tai nhọn treo hai vòng vàng cực lớn, thân sắc lạnh lùng, trong mắt nhìn có vẻ khinh thường dị tộc tóc đỏ này không ai khác, chính là Si Dung. Cảm nhận được Si Dung cố ý phóng xuất ra khí thức cường đại, lang quân áo trắng lập tức cảm thấy lạnh lẽo, gã kia rõ ràng là một tu sĩ thái ất hậu kỳ. Chỉ là một kim tiên nho nhỏ cũng dám nhúng tay vào hỏa tuế huỳnh trùng của sư phụ nuôi dưỡng, để ta nhìn xem thọ nguyên của ngươi đủ cho nó thiêu đốt mấy khắc. Si Dung cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, cái, cái gì, thật sự có loại vật này. Lang quân áo trắng nghe được bốn chữ hỏa tuế huỳnh trùng, toàn thân không khỏi cứng đờ, lúc này mới chợt nhớ lại một truyền lưu rất lâu tại chân tiên giới. Trong truyền thuyết, hỏa tuế huỳnh trùng là một loại linh trùng hết sức kỳ lạ, bộ dáng mặc dù khá giống với đom đóm ở phàm tục, nhưng trên người lại ẩn chứa một loại hỏa diễm có thời gian pháp tắc quỷ dị, gặp sinh linh huyết nhục có thể đốt cháy thọ nguyên, lấy đi năng lượng giúp bản thân sinh sôi nảy nở hậu đại, những nơi đi qua thường sinh linh việt tích, hung hãn dị thường. Nhưng bởi vì thọ nguyên của chúng quá ngắn, thường chỉ sống được gần một tháng, nếu như không kiếm được sinh linh đốt cháy, sẽ không cách nào sinh sôi nảy nở liên tục, cuối cùng tuyệt tự tuyệt chủng, cho nên truyền lưu trên thế gian cũng không quá nhiều. Bất quá, nghe nói có một ít tu sĩ tinh thông thuật ngự trùng, có thể dùng bí bảo thời gian hoặc là cấm chế đặc thù, đóng băng nó lại để bảo tồn lâu dài, đợi đến thời điểm cần dùng lại mở ra bí bảo hoặc cấm chế phóng thích nó ra. Rất hiển nhiên, bên trong lưu hỏa cung này vốn có cấm chế như vậy, là do gã cùng nhan tử yên đánh nhau phá hủy cấm chế, mới phóng thích chúng ra ngoài. Lương lang quần áo trắng đổ mồ hôi lạnh, đang suy nghĩ làm cách nào thoát thân thì nam tử dị tộc kia rời ánh mắt qua, gắt gao nhìn gã chằm chằm. Trong lòng biết không ổn, gã không dám trần chờ chút nào, hai tay bấm pháp quyết, quanh thân sáng lên ánh sáng màu vàng, dưới chân lập tức hiện ra một vòng xoáy màu vàng đất, xoay tròn một cái liền nuốt gã vào, thân ảnh lập tức biến mất không thấy nữa. Nhưng mà sau mấy hơi thở, trên mặt đất bên ngoài mấy trăm trượng lại sáng lên vầng sáng màu vàng đất, thân ảnh lang quân áo trắng bên trong linh vực hỏa diễm bị một hỏa diễm đại thủ gắt gao chụp lấy cứng rắn lôi ra khỏi lòng đất. Ha ha, nếu đã đến, cũng đừng nghĩ đến chuyện đi nữa. Si Dung khẽ cười một tiếng, đưa tay nhấn một cái về hướng trên mặt đất. Hỏa diễm đại thủ kia liền bắt lấy lang quân áo trắng, gắt gao đè trên mặt đất. Ngay sau đó, Si Dung không nhanh không chậm lấy từ trong ngực ra một cây sáo nhỏ màu đỏ sậm, phía trên tràn đầy hắc ban, thoạt nhìn giống như một cây đồng thổi lửa cũ kỹ sau khi si dung nhấn trên lỗ thủng đưa cây sáo lên miệng thổi liền có từng đợt âm thanh cổ phát thê lương từ đó truyền ra theo thanh âm này vang lên bên trong đại điện lưu hỏa cung càng vang lên tiếng ô ô n g ngàn vạn đầu hỏa tuế huỳnh trùng từ trạng thái đóng băng tỉnh lại nhào nhào vỗ cánh bay ra nhào tới hướng lang quân áo trắng trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng trời xanh si dung không có nhìn lang quân áo trắng cùng nhan tử yên nữa mà sải bước đi tới quảng trường bên kia tại đó đứng lặng đấy một pho tượng dị tộc xem như được bảo tồn còn nguyên vẹn, trên người không có bao nhiêu vết tích tổn hại. Người này có tay chân to như quạt bồ hương, đỉnh đầu sáng như hỏa diễm, cởi trần phía trên làn da còn khắc lên từng vòng hoa văn cổ quái. Đệ tử tự chủ trương tới đây thu hỏa tuế huỳnh trùng, xin sư tôn chớ trách. Kẻ tự tiện xông vào lưu hỏa cung chúng ta đã đền tội. Chỉ thấy si dung đi đến trước pho tượng, trịnh trọng thi lễ với bức tượng, trong miệng thì thảo nói ra. Hơn 10 ngày sau, trên không một mảnh núi rừng di tích chân môn môn, một bóng người màu xanh khống chế một chiếc bích ngọc phi xa ngự không bay vút qua, người kia sắc mặt tái nhợt, dung mạo phổ thông, chính là Hàn Lập đã qua biến đổi dung mạo dùng thân phận lệ Giang Lưu. Thời gian qua, hắn đi dọc qua hồ nước to lớn tiếp tục đi về phía trước, ven đường cũng chỉ thỉnh thoảng phát hiện một ít di tích tổn hại, vẫn chưa gặp nguy hiểm gì, cũng không gặp bảo vật nào, xem như đi một đường mà đến nơi này. Phía trên phi xa, ánh mắt của hắn trông xa về phía trước, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trong tay biến đổi pháp quyết, khống chế phi xa hạ xuống mặt đất phía dưới. Sau khi đáp xuống rất, Hàn Lập thu hồi phi xa lại, đi dọc theo phiến đá xanh trên đường nhỏ trong rừng ra ngoài, không bao lâu liền tới trước một chiếc cầu hình vòm to lớn treo lơ lửng. Chỉ thấy cầu hình vòm được làm bằng gỗ đá, rộng chừng hơn 30 trượng, phía trên vừa có bậc thang đá xanh, cũng có làn xe bằng phẳng, mỗi hai bên đầu cầu đặt một thạch sư xám trắng, coi như là linh vật trấn thủ cầu vòm. Hàn Lập đi lên trước, đưa tay thoáng vuốt ve một thạch sư cao hơn mình rất nhiều, xác nhận nó chẳng qua là thạch thú chấn giữ phổ thông, trên người hoàn toàn không có chấn động linh lực. Ánh mắt của hắn thu liếm lại, do so dự một chút, sau đó chậm rãi leo lên thềm đá, bước từng bước trên cầu. Lúc hắn đi đến trung tâm cầu hình vòm, bước chân bỗng nhiên dừng lại, không tiếp tục bước nữa. Bởi vì mặt cầu đến nơi này liền bị chặt đứt, phía trước chính là một kẽ nứt không gian dài chừng mấy ngàn trượt, bên trong đen xì không có nửa điểm ánh sáng, chỉ có từng trận chấn động không gian mãnh liệt không ngừng truyền ra. Mặt khác nửa cầu hình vòng còn lại tựa hồ bị vết nứt không gian này nuốt mất rồi. Ngoại trừ vết nứt không gian thật lớn này, còn có vô số cái nứt nhỏ dày đặc giải rác bốn phía, dù chưa triệt để ngăn lại đường đi của Hàn Lập, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đi xuyên qua. Hai mắt Hàn Lập ngưng lại, nhìn chăm chú không gian màu đen bên trong khe hở, lại phát hiện bên trong là một mảnh hư vô, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì, quan sát trong thời gian hơi dài thậm chí làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác kinh hãi như bị thôn vệ vào trong. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại nhìn về hướng hai đầu cầu, chỉ thấy hai bên kéo dài ra khu vực mấy ngàn trượt, hầu như đều giống nơi đây, bất kể cổ mộc che trời, hay là đình đài lầu các, đều bị chém thành một nửa. Tất cả nơi đây, hoặc giống như nửa cây cầu hình vòm đứng lặng lẽ ương ngạch, hoặc đã sụp xuống hầu như không còn, trở nên tàn phá không chịu nổi. Hết thảy nơi đây, nhìn có chút quỷ dị chương 668, loạn lưu. Xem ra phía trước không qua được rồi, ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, thì Thảo tự nói một câu. Dứt lời, hắn quay người đi đến hướng mái vòm hình cầu. Kết quả, hắn vừa mới nhấc chân, nửa thân dưới khung cầu hình vòm đột nhiên chấn động, bắt đầu đung đưa liên tục. Hàn Lập bỗng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong cái nước to lớn sau lưng truyền đến từng đợt chấn động không gian mãnh liệt làm lòng người kinh hãi, ở ngay mép rìa chợt bắt đầu chậm rãi bành trướng ra, tựa như một cái miệng lớn thôn thiên cắn nuốt về hướng khung cầu hình vòm bên này. Trong lòng hắn dùng mình, vội vàng điểm mũi chân, thân hình lướt gấp ra ngoài, rơi vào bên cạnh sư tử đá đầu cầu. Nhưng khi hắn xoay người nhìn lại lần nữa, động tính cổ quái vừa xuất hiện lúc trước lại ngừng lại, kẽ nứt vừa khuếch trương ra tựa hồ lại ổn định. Chẳng lẽ bên trong di tích chân ngôn môn này vẫn còn duy trì không gian vỡ vụn liên tục? Hàn lập thấy tình hình này, trầm ngâm nói, nếu thực sự như thế, về sau lúc tìm kiếm trong di tích lại càng cần chú ý cẩn thận hơn. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, phía dưới con thạch sư bên cạnh hắn, một hồi chấn động quỷ dị đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, một vòng xoáy mài đen lớn hơn 10 trường lăng không lơ lửng hiện ra, liên tục mở rộng, bên trong truyền ra một cỗ lực lượng hấp dẫn cường đại đến cực điểm. Hàn Lập Sinh cảnh giác, vội vàng vận chuyển chân ngôn bảo luân trong cơ thể, chuẩn bị ly khai khu vực này trốn đi kết quả phát hiện dưới chân đã bị một cỗ không gian chi lực cường đại gắt gao giữ lấy, căn bản không thể tránh thoát. Nguy rồi, sắc mặt Hàn Lập biến đổi, liền tranh thủ thời gian mở ra linh vực, hào quang tím vàng lóe lên trên khuôn mặt, trên da mọc ra từng mảnh kim lân, huyết mạch huyền vũ biến thành một bộ áo giáp màu xanh sẫm lập tức bao trùm trên thân. Nhưng mà, còn không đợi hắn gọi ra thanh trúc phong vân kiếm, lực hút dưới chân bỗng nhiên tăng vọt, đồng thời kéo hắn và cả con sư tử đá kia vào bên trong vòng xoáy. Trong nháy mắt, Hàn Lập liền cảm thấy dưới chân trống không, thân ảnh cũng xuất hiện ở trong một mảnh không gian màu đen tối tăm mờ mịt. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, con sư tử đá cùng Hàn Lập rơi vào cái nứt không gian bị một đạo gió lốc màu xám bao phủ mịt mờ quét qua, trong nháy mắt nứt toác ra, hóa thành bột mịn, tan biến không còn. Trong lòng Hàn Lập biết mình bị kéo vào bên trong cái nứt không gian, không dám buông lỏng chút nào, trong mắt lập lòe ánh sáng tím, cẩn thận đánh giá từng ly từng tí bốn phía. Cùng lúc đó, hai tay hắn đồng thời lấy ra chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm hợp nhất, cùng với hồ lô xanh biếc huyền thiên, tập trung tư tưởng đề phòng. Vù vù, từng đợt cuồng phong gào thét từ bốn phía không ngừng truyền đến, ngay trong tầm mắt, khắp nơi đều có thể thấy từng đoàn nối tiếp từng đoàn vòng xoáy không gian màu xám trắng, cùng từng kẽ nứt không gian màu xám trắng dài ngắn đan xen, phân bố lộn xộn khắp bốn phía, nhìn cực kỳ không ổn định. Hư không chỗ xa vô cùng còn có thể thấy từng khối lục địa có diện tích lớn nhỏ không đều, dường như bị từng cái bong bóng khí vô hình trong suốt bao bọc lấy, trôi lơ lửng trong các khe hẹp kẽ nứt không gian cùng vòng xoáy. Có một ít lục địa có diện tích lớn hơn, thoạt nhìn xem như ổn định, nhưng cũng có một phần diện tích nhỏ ở bốn phía bị kẽ nứt không gian đè xuống xé rách. Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ vụn của nó. ầm, um, đúng lúc này, tại chỗ rất xa trong hư không bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Trong lòng Hàn lập căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một vòng xoáy màu xám trắng lớn vô cùng xé rách không gian chung quanh, đang điên cuồng cuốn tới bên này. Những nơi nó đi qua, không gian chấn động không thôi, từng trận chấn động không gian mãnh liệt làm cho bóng tối dày đặc chung quanh có chút vặn vẹo, phụ cận kẽ nứt không gian không cách nào duy trì, nhao nhao bị nó lôi kéo dung nhập vào bên trong dòng xoáy. Không tốt, cái này là không gian phong bạo, trong lòng hàn lập không ngừng kêu khổ, không hiểu được bị kéo vào bên trong kẽ nứt không gian cũng đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ lại còn gặp không gian phong bạo. Bản thân hắn bây giờ tuy rằng thân thể có chút cường đại, nhưng cũng không dám trực diện đối đầu không gian chi lực trình độ như thế. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một mảnh lục địa lơ lửng ở khoảng cách gần nhất, không dám tiếp tục lưu lại nơi này, quyết định né tránh, liền âm thầm thúc giục chân môn bảo luân trong cơ thể nghịch chuyển, thân hình bắt đầu di động về hướng bên kia. Bởi vì bốn phía kẽ nứt không gian thật sự quá nhiều, Hàn Lập căn bản không dám tăng tốc độ lên quá nhanh, chỉ có thể cẩn thận đến cực điểm chậm rãi di động về hướng mảnh đất bên kia. Ước chừng sau khi bay ra hơn nghìn trượng, Hàn Lập hơi ngừng lại, nhìn lại đạo không gian phong bạo kia, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy phạm vi dòng xoáy xám trắng mới vừa rồi còn chưa quá vạn trượng, bây giờ đã bạo tăng tới mấy vạn trượng, phương hướng tiến đến tuy rằng không thực sự thẳng đến Hàn Lập, nhưng theo độ mở rộng không ngừng sẽ tạo thành ảnh hưởng càng ngày càng lớn đối với không gian vốn không ổn định chung quanh nếu trước đó hắn không rời phạm vi ảnh hưởng của vòng xoáy đi đến mảnh lục địa kia thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng không gian xung quanh bị kéo vào bên trong vòng xoáy thịt nát xương tan nếu chết ở đây đừng nói hài cốt không còn cả nguyên anh hay thần hồn cũng nhất định bị tiêu tán triệt để dưới cương phong quét qua không quản được nhiều hàn lập nghĩ thầm trong lòng linh vực bao phủ ngoài thân mở rộng gấp mấy lần thân hình bỗng nhiên nhanh hơn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng cấp tốc xuyên thẳng qua hư không mấy vạn trượng mấy ngàn trượng hơn nghìn trượng mắt thấy khối lục địa kia càng ngày càng gần cảnh vật ở trên càng lúc càng càng lớn hàn lập thậm chí ngửi được khí tức thảo mộc ở trên tâm tình càng trở nên gấp rút còn kém một điểm còn kém một điểm lúc mắt thấy sắp đi tới biên giới lục địa một tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang lên đoàn không gian phong bạo cực lớn kia đột nhiên bạo liệt chính giữa sáng lên một đoàn bạch quang đẹp mắt vô số quang nhận màu xám trắng từ trong tuôn ra bay về bốn phương tám hướng những quang nhận xám trắng này lớn nhỏ không đều có cái dài chừng mấy trăm trượng, có cái lại không quá một tấc, tất cả trong đó đều cuốn theo bản nguyên không gian chi lực cuồng bạo, uy năng căn bản không cách nào dự đoán. Hàn Lập cảm nhận được biến cố bên kia, thần sắc càng trở nên khó coi, căn bản không quay người, chỉ có thể điên cuồng ra tốc vào tới khối lục địa phía trước. Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi không gian chấn động kịch liệt. Phanh phanh phanh, trong lòng Hàn Lập dùng mình, lúc đang muốn hành động, mấy thanh âm nổ đùng từ phía sau vang lên, thời gian linh vực của hắn bị mấy đạo quang nhận sám trắng đánh trúng, căn bản không kịp triển khai công hiệu giảm tốc độ, đã bị không gian chi lực vặn vẹo xé rách không cách nào duy trì được, tự động tiêu tán. Trong miệng hàn lập phát ra một tiếng hét điên cuồng, lúc này quên mình ra tốc lao xuống khối lục địa phía dưới. ầm một âm thanh vang lên lần nữa, thân thể của hắn đập vào một tầng không gian bích chướng mắt thường khó thấy được, lại chắc chắn vô cùng, không thể xuyên qua, bị bắn ngược lại nặng nề. Trong miệng hàn lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, lại muốn bay vút qua hướng khối lục địa kia nhưng đã không còn kịp, một đạo quang nhận sám trắng dài đến ba thước đã tập kích tới, đâm thẳng vào hướng hậu tâm của hắn. Lúc nhìn cân treo sợi tóc, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, trở tay đưa huyền thiên hồ lô đến sau lưng, tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thúc dục Chỉ thấy toàn thân hồ lô tỏa ra hào quang xanh biếc mãnh liệt, chỗ miệng hồ lô hiện ra một vòng xoáy, phốc một tiếng vang nhỏ, liền hút đạo quang nhận sám trắng kia vào trong hồ lô tay Hàn Lập cầm hồ lô, chỉ cảm thấy một lực cực lớn đánh vào tay, thiếu chút nữa văng ra khỏi tay. Thật vất vả mới có cơ hội thở dốc, hắn nào dám buông tha, thân hình bỗng nhiên ra tốc, lại vò tới hướng khối lục địa kia. Đúng lúc này, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên truyền đến một hồi nóng bỏng mãnh liệt. Lúc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hồ lô xanh biếc nắm trong tay vậy mà như khối sắt cháy, trở nên đỏ thấm vô cùng, thân hồ lô chấn động không thôi, thoạt nhìn như sắp sửa nổ tung ra. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, thu hồi thanh trúc phong vân kiếm, nâng một bàn tay lên, vỗ trùng trùng điệp điệp vào dưới đáy huyền thiên hồ lô. Chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, quang nhận sám trắng lúc trước bị hồ lô hút vào từ trong đó bắn ra, thẳng đến không gian bích trướng bên ngoài khối lục địa kia. ầm ầm một tiếng nổ thông thiên địa vang lên, chỉ thấy không gian bích trướng bên ngoài lục địa kia xuất hiện một lỗ hổng hẹp dài giống như kẽ nứt không gian, chiều dài không quá mấy trượng, rất không ổn định, thoạt nhìn tùy thời sẽ biến mất. Hàn lập nào dám bỏ qua cơ hội lần này, chân ngôn bảo luân trong cơ thể nghịch chuyển đến cực hạn, thân hình bỗng nhiên lóe lên, bạo sông vào lỗ lớn kia. Sau một khắc, toàn bộ cơ thể hắn tựa như thiên thạch rơi xuống đất, lập tức ầm một tiếng, đập vào một đỉnh núi cao tầng tầng lớp lớp, chỉ một thoáng nham thạch đỉnh núi nứt vỡ ra, bụi bay cuồn cuộn. Nhưng ngay sau đó, vèo một tiếng, thân ảnh Hàn Lập từ trong bắn ra. Hắn đứng giữa không trung, nhìn qua cái lỗ lớn trên bầu trời chậm rãi khép kín phun ra một ngụm chọc khí thật dài trong lòng nghĩ mà sợ hãi không thôi một màn vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, bản thân nếu như phản ứng hơi chậm một chút, hoặc là không có cái huyền thiên hồ lô kia thì bản thân đã gặp phiền toái lớn rồi. Xem ra bên trong di tích chân ngôn môn này nhìn như bình lặng, kỳ thực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bản thân lúc trước quả thực có chút xem thường rồi. Sau một lát, thân hình hắn chậm rãi di chuyển, đi tới một chỗ phía dưới cây xanh che phủ rậm rạp, dựa vào một khối quái thạch giữ tận chậm rãi ngồi xuống. Hắn giơ tay đưa huyền thiên hồ lô lên xem, cảm giác trong lòng bàn tay nóng hơn, nhưng không có cảm giác nóng bỏng như vừa rồi, màu đỏ hồng trên thân hồ lô cũng chậm rãi biến mất, dần dần khôi phục màu sắc xanh biếc nguyên bản. Hàn Lập nhìn đánh giá một chút, thả thần thức vào trong đó cẩn thận thăm dò một lát, phát hiện trong hồ lô ngoại trừ linh lực vận chuyển có chút hỗn loạn phía ngoài, ở phía trong bao gồm thanh trúc phong vân kiếm và những tiên khí kia cũng đều không đáng lo. Lúc này hắn mới thoáng an tâm, thu hồ lô vào, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, nhắm mắt bắt đầu điều tức. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn mở hai mắt ra, khí tức trên thân lại trở nên vững vàng. Sau khi đứng lên, Hàn Lập duỗi thân một chút, bắt đầu đánh giá bốn phía, rất nhanh hắn phát hiện chung quanh quái thạch như rừng, một mực kéo dài ra khỏi rừng rậm bên ngoài. Nơi đây là địa phương nào? Chẳng lẽ cũng là một chỗ bên trong di tích? Hàn Lập mang theo nghi vấn, đi dọc một đường theo những thứ quái thạch này ra ngoài. chương 669, Duyên Pháp giữa thiên địa. Hàn Lập bước ra khu rừng, chỉ thấy bốn phía trở nên trống trải sau đó hắn nhìn ngó chung quanh rồi đi về phía trước không bao lâu đã đến một bãi đá với các loại đá xù xì khác nhau tạo thành một khu rừng đá mà ở giữa khu rừng đá đó có một bệ đá hình tròn bao phủ bởi một màu xanh rộng chừng nghìn trượng cao khoảng trăm trượng bên trên hiện đầy vết nứt rêu xanh bao phủ bên ngoài làm hòa hợp với thiên nhiên núi rừng nhìn rất cổ xưa hàn lập thấy vậy khẽ nhíu mày cảm thấy đài cao trước mắt dường như đã gặp qua đâu rồi hắn suy tư một lát bất ngờ thân hình hắn nhảy lên rồi hạ xuống bên trên bệ đá. Trên bệ đá cũng không bày biện gì quá nhiều, trên mặt đất trái rộng vết dạn nứt, bên trong còn có rất nhiều dây leo kéo dài, leo khắp nơi trên mặt đất, tuy nhiên có chút đặc biệt là trên khắp bệ đá tựa như có một tầng lực lượng thời gian pháp tắc. Thế nhưng, cách bệ đá không xa còn dựng thẳng một tấm bia đá khổng lồ cao trăm trượng, bên trên cũng mọc đầy rêu xanh cùng dây leo màu xanh bò khắp nơi. Hàn Lập đi tới gần, phát hiện phía dưới dây leo còn che khuất mấy chữ kim triện văn màu vàng. Pháp ngôn thiên địa, hắn nhíu mày, rồi quay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy núi rừng chung quanh ngập trong biển mây mênh mông, liền bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Thì ra là nơi này, tòa bệ đá này chính là năm đó hắn nhờ vào tinh bích nhìn thấy tăng nhân tai to, cũng là chỗ giảng đạo cho các đệ tử. Lúc đó, hắn chỉ kịp nghe di la lão tổ cao thâm mà chắc giảng kinh được 8 câu dưới, liền tự mình vận chuyển thần thông một hơi đã thông 8 cái tiên khiếu, giúp hắn có lợi vô cùng. Đáng tiếc là, sau lần đó ra, Hắn cũng không có cơ hội nhìn cảnh tượng đó trên tinh Bích một lần nào nữa. Tuy nhiên dưới cơ duyên xảo hợp hắn lại đến đây một lần nữa, có lẽ trong cõi U Minh Ý trời đã an bài để cho hắn được thấy lại cảnh Di La lão tổ giảng đạo lần nữa. Nghĩ đến đây, hai tay Hàn Lập liền bấm pháp quyết, kim quang sau lưng tỏa sáng rực rỡ, chân ngôn bảo luân xoay tròn từ từ hiện ra. Một lúc sau, thân hình hắn bay lên bầu trời, đứng lơ lửng giữa không trung. Năm đó hắn nhìn qua tinh Bích, nên không cách nào nhìn thấy trọn toàn cảnh của bệ đá hôm nay đương nhiên muốn chọn một chỗ tốt nhất chỉ thấy hai tay hắn biến đổi pháp quyết lặng lẽ niệm tụng nói ngưng vừa dứt lời mấy trăm đạo văn trên chân ngôn bảo luân sau lưng từ từ sáng lên chân thực chi nhãn ở giữa bất ngờ mở ra bên trong hiện ra con mắt màu vàng thật lớn trông như thực chất từ trong đó bắn ra một chùm sáng màu vàng dọi lên trên bệ đá chỉ thấy bệ đá màu xanh chìm trong kim quang bên ngoài nó cũng tự phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt từ hư không hiện ra từng hình ảnh cũng từ đó hiện những thân ảnh quen thuộc quả nhiên Hàn lập thấy vậy trong miệng thì thào một câu ánh mắt của hắn nhìn về thân hình Mộc Nhân mặc áo màu vàng tên là Mộc Diên tóc nhìn như dơm giả dạ, cùng với đứa bé đầu to cao năm thước từng thấy trong thủy diễn cung trước đó rồi đến người cởi trần toàn thân hỏa văn lại nhìn qua những người khác cuối cùng dừng trên thân tăng nhân tai to mập mạp mặc áo cà sa màu đỏ ánh mắt lão hiền lành ngồi xếp bằng tùy ý trong tay khẽ vân về chuỗi bích ngọc Phật Châu bờ môi khép mở từ tốn giảng đạo mỗi lần lão mở miệng giữa miệng lão bay ra vô số phù văn năm màu hóa thành từng đạo ánh sáng năm màu bay cao lên bầu trời cộng minh với thiên địa hiện ra nhiều thứ lạ kỳ cho dù đã thấy qua cảnh này rồi nhưng trong lòng hàn lập vẫn cảm thán không thôi chỉ là không giống lần trước cảnh tượng lần này là nhìn thấy từ ảo cảnh hư vô của chân thực chi nhãn chiếu lại cũng không phải là thật cho nên cũng không cảm thấy ý cảnh huyền diệu như lần trước từ đầu đến cuối cũng không hiện ra dị biến gì cả hắn thấy tuyết rơi gió nổi mây phùn sinh ra biến hóa khôn lường trong lòng hắn càng nổi lên nghi ngờ có thể thấy được vô thượng diệu pháp của di la lão tổ vậy mà hủy hoại chân ngôn môn trong chốc lát cuối cùng vị thời gian đạo tổ hủy diệt chân ngôn môn cường đại đến cỡ nào hắn không cách nào tưởng tượng được cả một lúc sau thụ nhân áo vàng bắt đầu hỏi tăng nhân tai to liền cười to rồi giải thích những nghi ngờ làm cho năm vị đệ từ cùng nhau quỳ bái tăng nhân tai to tiếp tục giảng kinh nhưng nói nửa chừng bất ngờ dừng lại trong miệng phát ra tiếng kinh ngạc ánh mắt nhìn về một phía hư không Ánh mắt Hàn Lập cũng nhìn về bên đó, nhưng thấy nơi đó trống không, không có cái gì. Hắn còn đang nghi hoặc, liền thấy năm tên đệ tử phía trước đang chìm trong ý cảnh tỉnh lại, cũng nhìn về hướng đó, trong đó thụ nhân áo vàng tên là Mộc Diên liền đứng dậy, quát lên một tiếng phẫn nộ về hướng bên đó. Lúc này Hàn Lập chợt hiểu ra, chẳng phải là năm đó chính hắn nghe trộm đạo, rồi bị người ta phát hiện sao. Sau đó hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Di La Lão Tổ, rồi lại liếc về bên cạnh bồ đoàn của Mộc Diên ngồi xếp bằng, lại thấy một con chuột mập toàn thân trơn bóng, đang ở tư thế hai chân đứng thẳng, cũng nhìn về phía bên kia. Con chuột này, hình dáng này, chẳng lẽ là tâm niệm hàn lập vừa động, nhớ lại năm đó ở trong vực sâu man hoang giới vực nhìn thấy con cự thử màu xanh kia, ngoại trừ thân thể của nó thật to ra thì chênh lệch khá xa với con trước mắt, nhưng lại giống nhau như đúc. Còn đang ngẫm nghĩ, thụ nhân áo bảo màu vàng đã trở về chỗ cũ, đưa tay búng vào đầu con chuột mập, cả người nó văng xa mấy trăm trượng. Kết quả, chỉ thấy nó đứng dậy, rồi đi từ từ đến bên cạnh Di La Lão Tổ, ngồi xếp bằng kế bên góc áo của Lão. Di La Lão Tổ cúi xuống nhìn nó một chút nhưng không đưa tay đuổi nó đi, mà lại tiếp tục mở miệng giảng đạo. Thụ nhân áo bảo màu vàng thấy vậy, cũng không làm khó con chuột kia. Mặc dù Hàn Lập không được lợi như năm đó, nhưng vẫn hết sức chuyên chú xem Di La Lão Tổ giải thích đại đạo cho các đệ tử, cũng ghi nhớ lại mọi cử động của Lão và đệ tử. Trải qua không biết bao lâu, khi Di La Lão Tổ giảng đạo xong, trên mặt lộ nụ cười ôn hòa, ánh mắt nhìn lên người từng gã đệ tử, phất tay nói bọn họ tản đi, rồi tự mình bế quan ngộ đạo. Ánh mắt Hàn Lập nhìn chăm chú vào Di La lão tổ, trong lòng kinh ngạc không thôi, vừa nãy trong lúc kinh ngạc, hắn cảm thấy ánh mắt Di La lão tổ vừa nhìn trên mặt mình một cái. Tuy là trong nháy mắt, nhưng cảm thấy mười phần vi diệu, dường như trong mắt còn mang theo thâm ý nào đó. Chẳng lẽ lão không chỉ phát hiện mình trộm đạo năm đó, mà còn biết mình chiếu lại cảnh tượng năm đó ở nơi này? cũng muốn nói với mình thứ gì đó. Sau khi Hàn Lập nghĩ kỹ, lại cảm thấy không thể nào, đành lắc đầu cười khổ, chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Đợi các đệ tử và cả con chuột mập kia thi lễ thật sâu rồi tất cả rời đi, Di La Lão Tổ vẫn không đứng dậy mà vẫn khoanh chân ngồi tĩnh tọa hơn nửa ngày, sau đó thu lại chàng hạt trong tay, từ từ đứng lên. Thân hình mập mập của Lão từ từ di chuyển, nhìn về vách đá khắc mấy chữ pháp ngôn thiên địa lặng yên quan sát, rồi bất ngờ nhấc tay lên chỉ vào đó một cái một vệt kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên đâm vào chữ ngôn một cái rồi biến mất. Sau đó, tăng nhân tai to chắp tay đứng đó, ngửa đầu nhìn lên trời, thân hình dần dần mơ hồ, tiêu tán giữa thiên địa, cho đến khi biến mất không thấy gì cả. Chẳng hiểu sao, Hàn Lập nhìn vào bóng lưng đó, trong lòng sinh ra cảm giác cô quạnh đời người giữa trời đất, mịt mờ như cõi hư vô, hắn cũng sững sờ thật lâu. Đợi tất cả dị tượng biến mất hoàn toàn, lúc này Hàn Lập mới bấm pháp quyết, thu lại chân ngôn bảo luân, thân hình hạ xuống, đi tới trước tấm bia đá kia. Bàn tay trong tay áo hắn vung lên, vẩy một cơn gió nhẹ tới gỡ đám rêu xanh cùng dây leo ra, lộ ra chữ ngôn thật to ở giữa. Tiếp đó trong mắt Hàn Lập hiện ra ánh sáng màu tím, liền vận chuyển cửu U Ma Đồng, cẩn thận nhìn lên trên đó. Trên đỉnh chữ ngôn, quả nhiên có một tầng kim quang lờ mờ lóe ra, tựa như bên trong còn có cản khôn nào đó. Hàn Lập thò một tay tới, ngón giữa cùng ngón trỏ như lưỡi dao đâm vào trong đó, dễ dàng đâm vào trong thạch bích, hai ngón kẹp lấy một cái thẻ trúc thanh ngọc từ từ lấy ra hắn cầm ngọc giản trong lòng bàn tay cúi đầu xem xét chỉ thấy trên đó khắc mấy dòng chữ kim triện văn nhỏ màu vàng nghe đạo lúc sớm chiều duyên pháp giữa thiên địa tâm niệm hàn lập vừa động liền thôi động tiên linh lực luyện hóa thẻ trúc thanh ngọc rồi đưa thần thức vào trong đó nhắm mắt xem xét một lát sau bất ngờ hai mắt hắn mở ra trong mắt lộ vẻ vui mừng vô cùng trong thẻ trúc này ghi rõ ràng là chân ngôn hóa luân kinh cửu trọng công pháp cùng một đoạn văn tự kỳ quái tên là Tu Di Cảm Ứng Thiên. Công pháp chân ngôn hóa luân kinh này Hàn Lập cũng không xa lạ gì, rất nhanh đã xem qua một lần, phát hiện bên trong có vài đoạn không trùng với công pháp mình đã luyện những năm qua, không biết có phải do cách diễn giải khác nhau hay không, may là không vấn đề gì lớn, cũng không ảnh hưởng gì đến công pháp tu hành, càng không đến mức tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, ngoài 9 tầng công pháp này, Hàn Lập còn phát hiện thần thông pháp ngôn thiên địa hắn lấy từ mộc diên cũng được ghi tỉ mỉ trong đó, nội dung cũng có chút khác biệt, chẳng qua cũng không ảnh hưởng tí nào. Về phần tu di cảm ứng thiên kia, Hàn Lập xem không hiểu, văn tự ghi chép trên đó chỉ có mấy nghìn từ mà thôi, nhưng nội dung lại tối nghĩa vô cùng, nhìn cũng không giống công pháp tu luyện, lại không giống thần thông bí thuật. Sau nửa ngày xem xét, Hàn Lập cũng không biết cuối cùng nó là thứ gì, đành phải ngừng lại. Hắn cẩn thận nhìn lại một lần cửu trọng chân ngôn hóa luân kinh, liền đè nén cảm xúc muốn tu luyện lại, rồi bước tới tấm bia đá kia. Hàn Lập nhìn thật sâu tấm bia đá khắc chữ pháp ngôn thiên địa thật lớn, rồi hướng về phía bóng lưng sớm đã biến mất không thấy đâu, cung kính thi lễ thật sâu, tiếp đó thân hình tung bay lên cao, bay tới phía chân núi. chương 670, bất động, Hàn Lập rời khỏi đỉnh núi, sau đó bay xuống hướng phía dưới núi, rất nhanh đã tới chân núi. Nhìn qua, nơi đây thoạt nhìn như là một thung lũng to lớn, địa hình có chút bằng phẳng, đứng vững từng tòa kiến trúc cao lớn liên tiếp, bố cục lại giống mấy phần thủy diễn cung lúc trước. Chỉ là kiến trúc nơi đây lấy kim sắc làm chủ, mặc dù phần lớn tàn tạ, nhưng vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Hàn Lập thấy cảnh này, cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Trong nháy mắt gần nửa ngày trôi qua, hắn đã tìm hơn phân nửa thung lũng nơi đây, nhưng trừ một ít linh thảo linh tinh, không có thu hoạch gì quá lớn. Bất quá lúc trước đã có kinh nghiệm tìm kiếm bảo vật, kết quả này cũng không làm hắn cảm thấy có gì ngoài ý muốn, tiếp tục đi vào phía sâu trong thung lũng. Kết quả xâm nhập hơn nghìn dặm, thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hơn nhìn giảm phía trước lại có một cỗ ba động thời gian pháp tắc chi lực truyền đến. Hàn lập không trần chờ, thân hình mơ hồ một cái bay về phía đó, nhưng cũng không có buông lỏng thần thức thăm dò chung quanh. Cũng không lâu lắm, hắn lần theo cảm ứng tìm tới chỗ ba động cỗ thời gian pháp tắc kia. Lúc này hắn đang đứng trước một tòa cung điện màu vàng óng, nhìn từ trên xuống dưới. Tòa cung điện này được xây lưng dựa vào núi, cao tới mấy trăm trượng, chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, toàn thân dùng một loại ngọc thạch nào đó dựng nên, bên ngoài phủ một tầng kim sắc như thuốc màu, kim hoàng lập lòe, phi thường bắt mắt. Tòa đại điện này và bốn phía đều lưu lại không ít vết tích chiến đấu, có nhiều chỗ thậm chí bị đánh xuyên ra mấy lỗ tròn, từng đạo kim quang từ lỗ tròn này thẩm thấu ra, tản mát ra ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt. Hàn Lập nhìn qua cung điện màu vàng óng, trên mặt lộ vẻ vui mừng, cẩn thận tản thần thức ra, tra xét rõ ràng bốn phía đại điện, không phát hiện nguy hiểm gì lúc này mới chậm rãi tiến lên đi đến trước đại môn đang đóng chặt. Hắn giơ tay đặt trên cửa, chậm rãi dùng sức đẩy. Phía trên đại môn chấp lên kim quang, theo tiếng động mở ra, lại khiến cho hắn phải kinh ngạc. Kim quang lóa mắt từ bên trong chiếu xạ ra, huy hoàng không thể nhìn thẳng, giống như trong đại điện giấu một vòng mặt trời kim sắc. Hàn lập thấy thế, không có lập tức cất bước đi vào, mà trước dùng thần thức dò xét bên trong. Kết quả thần thức hắn vừa mới đi vào đại điện, lập tức bị một cỗ lực lượng mềm dẻo vô hình ngăn trở, không cách nào tiến lên mảy may, chớ nói chi là dò xét tình huống bên trong. Hàn lập hơi trầm ngâm, trong mắt đại phóng tử quang, vận chuyển bí thuật cửu U Ma Đồng nhìn vào phía trong điện. Nhưng tiếp theo hắn liền phát hiện, cửu U Ma Đồng vậy mà cũng vô pháp xem thấu cỗ lực lượng vô hình này, chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong có mấy cái bóng mơ ảo, nhưng bất luận thế nào cũng không thấy rõ cụ thể là cái gì. Hắn trầm ngâm một lát, cất bước tiến vào đại điện. Vừa tiến vào trong, trước mắt hắn chợt hoa lên một cái, hư không chung quanh bỗng nhiên lăn tăn một chút tựa hồ tiến vào một không gian khác hàn lập cảm thấy thân thể lập tức siết chặt bị một cỗ lực lượng lớn vô cùng bao trùm toàn thân không thể động đậy ngay cả đầu ngón út cũng như thế trong lòng của hắn run sợ may mà thị lực không mất vội vàng nhìn về phía trước chỉ thấy trong đại điện tràn ngập một cỗ sóng kim sắc những quang sóng kim sắc này phảng phất như nước chảy phun trào trong đại điện tản mát ra một cỗ thời gian pháp tắc cường đại huyền diệu chính là cỗ thời gian chi lực này cầm cố thân thể hàn lập mà bên trong đại điện trừ hắn ra, thình lình còn đứng 10 tên tu sĩ, chia làm hai nhóm, nhìn phục sức thì một bên là người Thiên Đình, một bên khác là đệ tử Chân môn môn. Hai nhóm người này hoàn toàn khác biệt với những thi thể hài cốt bên ngoài, thân thể quần áo đều sáng rõ vô cùng, duy trì bộ dạng chém giết lẫn nhau, bày biện đủ các loại tư thái, bên ngoài thân tách ra các loại quang mang hộ thể, bên cạnh còn bay quanh các loại pháp bảo. Tu vi những người này có chút bất phàm, mặc dù không cách nào cảm ứng được tu vi nhưng nhìn từ pháp bảo quang huy, cơ bản đều là tu sĩ chân tiên, đầu lĩnh hai bên lại là tồn tại kim tiên cảnh. Chỉ là tất cả mọi người giờ phút này đều không nhúc nhích, tựa hồ bị đông kết ở đó. Trừ kim quang lưu chuyển chậm chậm, tất cả chung quanh đều bất động, nhìn quỷ dị vô cùng. Hàn lập nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng hắn hết sức kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt này hiển nhiên là có quan hệ với lực lượng thời gian, hiệu quả tương tự với chân ngôn bảo luân của hắn, chỉ là chân môn bảo luân của hắn chỉ có thể trì hoãn tốc độ thời gian trôi qua còn thời gian nơi này tựa hồ đã hoàn toàn dừng lại chỉ sợ những tu sĩ thiên đình cùng đệ tử chân ngôn môn đã bị giam cầm ở nơi này rất lâu rồi trải qua ngàn vạn năm vẫn duy trì tình trạng chiến đấu năm đó trong lòng hàn lập mặc dù chấn kinh khi thấy tình cảnh trước mắt nhưng rất nhanh liền khôi phục lại nghĩ đến một sự tình khác quan trọng hơn bản thân nhất thời chủ quan ngộ nhập nơi đây cũng lâm vào trong thời gian bất động làm sao chạy thoát đây Hắn vừa mới thử qua, bằng vào lực lượng nhục thân, căn bản không có khả năng thoát khỏi lực lượng thời gian giam cầm nơi đây. Bất quá mặc dù bản thân bị lực lượng thời gian giam cầm triệt để, nhưng điều khiến hắn cảm thấy vui mừng là, tiên linh lực trong cơ thể hắn, còn có thời gian pháp tắc chi lực cũng không hoàn toàn bị giam cầm, vẫn còn lưu chảy với tốc độ chậm chạp. Có lẽ hết thảy là do mình cũng tu luyện công pháp thời gian pháp tắc. Hàn Lập nghĩ đến đây, không dám làm trì hoãn nữa, tâm niệm thúc dục, kiệt lực vận chuyển tiên linh lực thể nội một điểm kim quang từ trên người Hàn Lập nổi lên, lóe lên chậm rãi biến lớn, từ từ bao phủ thân thể hắn. Nếu ngày thường chỉ cần nháy mắt đã hoàn thành, giờ phút này hắn hao phí trọn vẹn mấy canh giờ công phu. Hàn Lập cũng không có sốt ruột, tiếp tục vận chuyển tiên linh lực, vận dụng thời gian pháp tác chi lực tận khả năng chống cự ảnh hưởng của lực lượng pháp tác bên ngoài. cứ thế không biết qua bao lâu, phía sau hắn mới chậm rãi hiện ra chân ngôn bảo luân, sau đó từ từ nghịch chuyển, thi triển thần thông nghịch chuyển chân luân. Theo thời gian trôi qua tốc độ thân thể của hắn cũng theo đó chậm rãi tăng lên, thời gian cấm cố chi lực chung quanh bắt đầu dần dần biến mất. Mặc dù nhục thể vẫn không cách nào hoạt động, nhưng tiên linh lực trong cơ thể hắn cùng thời gian pháp tác giam cầm đã bắt đầu buông lỏng. Trong lòng Hàn Lập nhẹ nhõm một hơi, dẫn theo trái tim cũng bớt căng thẳng, nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, tiếp tục toàn lực vận chuyển thần thông nghịch chuyển chân luân. Theo chân ngôn bảo luân nghịch chuyển càng lúc càng nhanh, thời gian cầm cố quanh hắn dần buông lỏng ra. Cứ thế lại qua ước chừng hơn nửa canh giờ, chân ngôn bảo luân nghịch chuyển huyễn hóa thành quang ảnh kim sắc mơ hồ. Trong mắt Hàn Lập vui mừng, cánh tay khẽ động, chậm rãi giơ lên. Thời gian cầm cố chung quanh đã bắt đầu yếu bớt, nhục thân của hắn rốt cục có thể động đậy một chút. Chỉ là, giờ phút này thần thông nghịch chuyển chân luân đã thi triển đến cực hạn, không cách nào tiếp tục triệt tiêu thời gian giam cầm chung quanh. Đối với chuyện này, Hàn Lập cũng không có để ý, đại môn cung điện ngay cách đó không xa, chỉ cần động đậy được liền có thể đi ra ngoài. Khôi phục năng lực hành động, tản đá lớn trong lòng hắn rốt cuộc cũng buông xuống, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh dò xét. Ánh nhìn của hắn rơi vào trên thân hai nhóm tu sĩ cách đó không xa, sau đó hắn cực kỳ chậm chạp cất bước đi qua. Chữ vật pháp khí trên thân những người này vẫn còn ở đó, còn có những pháp bảo tiên khí chung quanh, nhìn có chút bất phàm. Hàn lập chậm rãi đi đến bên cạnh những tu sĩ kia, dần dần thu chữ vật pháp khí của bọn họ lại, còn có những tiên khí pháp bảo lơ lửng giữa không chung kia. Thu lại những vật này, hắn không có rời đi ngay, Tiếp tục đi đến những khu vực khác trong đại điện. Những chữ vật pháp khí cùng tiên khí pháp bảo kia mặc dù không tệ, nhưng kỳ thật hắn cũng không quá để ý, thời gian nơi đây vậy mà hoàn toàn bất động, nhất định có nguyên nhân. Đây mới là lý do tại sao hắn không có lập tức rời đi. Chỉ tiếc chung quanh tràn ngập thời gian pháp tác chi lực vô cùng cường đại, thần thức căn bản không thể triển khai, chỉ có thể dùng mắt thường dò xét. Diện tích đại điện nơi đây cũng không lớn, nhìn chỉ là một cung điện bình thường, không có chỗ nào đặc biệt chỗ sâu nhất trong đại điện có một bệ đá tựa như tế đàn phía trên đã đổ sụp hơn phân nửa hàn lập rất nhanh dò xét hết đại điện một lần không phát hiện dị trạng nào ánh mắt của hắn chuyển động nhìn về phía tế đàn đổ sụp đi dọc theo mấy cấp cầu thang lên trên vừa mới đi đến bệ đá hàn lập liền cảm giác được một cỗ ba động thời gian pháp tác vô cùng mãnh liệt từ nơi tế đàn chuyển đến nhãn tình hàn lập sáng lên biết mình rốt cuộc tìm được đầu mối nơi thời gian đình chỉ rồi lúc này hắn rất muốn tăng tốc đi tới đáng tiếc thời gian pháp tắc chi lực phía trước đột một tăng lên, tốc độ của hắn giảm mạnh, may mà cũng không khiến hắn bị giam cầm lần nữa. Hàn lập đi từng bước về phía trước, hao phí trọn vẹn nửa ngày mới lên tới tế đàn nho nhỏ này. Chính giữa tế đàn thình lình có một cái lỗ tròn to cỡ thùng nước, đen thấm sâu không thấy đáy, nhìn tựa hồ là một loại bố trí công kích nào đó. Bên trong lỗ tròn chấp động một đoàn kim sắc quang mang mãnh liệt, ba động pháp tắc vô cùng kịch liệt từ trong đó lan truyền ra, Đoàn kim quang này chính là đầu nguồn thời gian đình chỉ nơi đây. Kim quang này cũng không phải là tiên khí ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực, nhìn tựa hồ là một loại công kích nào đó lưu lại sức mạnh. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên phía trên, trên nóc đại điện cũng có một cái động lớn, góc độ lại trùng khớp với lỗ tròn trên mặt đất. Hắn suy nghĩ một chút, trên thân chậm rãi chấp động kim quang, chân ngôn bảo luân cấp tốc chuyển động, lặng lặng nhìn vào bên trong lỗ tròn kim quang, nhưng trong lòng có chút hoảng sợ. Chỉ là một điểm lực lượng dư ba vậy mà làm cho thời gian bên trong tòa đại điện này đình chỉ, người phát ra đòn công kích này, tạo nghệ trên thời gian pháp tác vượt xa hắn có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là thời gian đạo tổ, ý nghĩ trong đầu hàn lập chợt lóe lên, trong lòng thúc giục pháp quyết. Trung tâm bảo luân chấp động kim quang, chậm rãi hiện ra một con mắt dọc kim sắc, chính là chân thực chi nhãn. Bên trong con mắt dọc chấp động kim quang, sau một lát bắn ra một vệt kim quang, chui vào bên trong lỗ tròn. Ông, bên trong lỗ tròn đại phóng kim quang, mảng lớn kim quang bắt đầu quay cuồng, trong hư không đan dệt ra từng mảnh quang ảnh, đoàn kim quang kia nhanh chóng biến đổi, hóa thành một đạo kim sắc chỉ ảnh dài vài thước, sau đó co rút lại giữa không trung giống như bay đi. Mà tế đàn sụp đổ trước mắt nhanh chóng phục hồi, khôi phục lại trạng thái hoàn hảo. Hàn Lập không để ý đến tế đàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kim sắc chỉ ảnh kia. Trên đạo kim sắc chỉ ảnh này chớp động từng đạo kim quang, mơ hồ có thể nhìn thấy từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti dựa theo một loại quy luật cực kỳ huyền diệu nào đó đan vào một chỗ, ngưng tụ thành đạo chỉ ảnh này, nhìn huyền diệu vô cùng. Một cố ý cảnh xuyên thủng huyết thảy từ trên kim sắc chỉ ảnh tán phát ra. Hắn chỉ nhìn xem đạo chỉ ảnh này, liền có cảm giác như thân thể bị đâm xuyên qua. Đây là cái gì? Hàn Lập nhìn kim sắc chỉ ảnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Từ khi hắn tiến vào chân tiên giới đến nay, cho tới nay đều lặng yên lĩnh hội tu luyện, mặc dù bây giờ cũng có thể vận dụng một chút lực lượng thời gian pháp tắc, nhưng trình độ vận dụng của mình so với kim sắc chỉ ảnh trước mắt thực không đáng nhắc tới, quả thực khác nhau một trời một vực. chương 671 đã chết, đúng rồi, ánh mắt hàn lập hơi chấp động, trong thoáng chốc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lúc trước trong di tích thủy diễn cung, đồng tử đầu to kia thông qua thần hồn truyền thụ công pháp thủy diễn tứ thời quyết của mình cho hắn, còn truyền thụ cho hắn một ít trí nhớ tâm đắc tu luyện. Trong đoạn trí nhớ, đồng tử đầu to đề cập đến một chữ pháp tác thần thông, chỉ là không giải thích cụ thể nó là cái gì lúc ấy mình cũng chỉ cố gắng mạnh mẽ nhớ kỹ mà thôi bây giờ xem ra có lẽ có quan hệ với chỗ này pháp tắc thần thông chẳng lẽ kim sắc chỉ ảnh này là một loại pháp tắc thần thông tâm niệm hàn lập chuyển động âm thầm suy đoán bất quá rất nhanh hắn liền lập tức rút bỏ những ý nghĩ này ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm vào đạo kim sắc chỉ ảnh cẩn thận quan sát biến hóa thời gian chi lực trên đó phân bố của pháp tắc tinh thi những lực lượng thời gian pháp tắc này biến hóa huyện ảo thoạt nhìn tuyệt diệu vô cùng giống như một tác phẩm nghệ thuật không gì sánh kịp, hấp dẫn tinh thần của hắn. Đạo kim sắc chỉ ảnh kia bay ngược lên trên, rất nhanh biến mất tại nóc động lớn. Hàn lập thấy cảnh này, đình chỉ thi triển chân thực chi nhãn, thậm chí cũng ngừng vận chuyển chân ngôn bảo luân, nhắm hai mắt lại, cẩn thận nhớ lại hết thảy vừa mới thấy, càng nghĩ càng cảm thấy thâm ảo vô cùng. Thật lâu sau, trên người hắn chấp động kim quang, chân ngôn bảo luân lần nữa chậm rãi hiển hiện ra, lại một lần nữa thi triển chân thực chi nhãn. Theo tâm hắn vừa động, một đạo kim quang từ trong chân thực chi nhãn bắn ra, chui vào lỗ tròn trong động. Mảng lớn màu vàng quang ảnh chấp động, lại một lần nữa ngưng tụ ra kim sắc chỉ ảnh kia. Hàn lập nhìn chăm chăm vào chỉ ảnh này, lại một lần nữa nghiên cứu đủ loại biến hóa lực lượng thời gian pháp tắc trên đó. Hắn cứ như vậy một lần lại một lần nghiên cứu kim sắc chỉ ảnh này, không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi hiểu thấu đáo không ít huyền diệu, nhưng cùng lúc đó chỗ không rõ ngược lại càng nhiều bất quá hắn đã ghi tạc đủ loại biến hóa thời gian pháp tắc trên kim sắc chỉ ảnh, cưỡng ép ghi tạc trong đầu, bảo đảm ngày sau ly khai nơi đây vẫn có thể tiếp tục chậm rãi nghiên cứu. Lúc này, không chỉ tâm thần mệt mỏi, mà việc nghiên cứu kim sắc chỉ ảnh cũng đạt tới bình cảnh nào đó, hiển nhiên tiếp tục nữa thì tác dụng cũng không quá lớn. Hàn lập hít sâu một hơi, sau đó ngước mắt nhìn lỗ tròn trước mắt, bên trong đoàn kim quang lóng lánh nhảy lên, giống như một vòng mặt trời nhỏ màu vàng. Ánh mắt của hắn chấp động không thôi, vận chuyển thần thông nghịch chuyển chân luân, rất nhanh khôi phục hành động. Sau đó Hàn Lập nhấc cánh tay lên, kim quang chói mắt từ lòng bàn tay chen trúc ra, trong đó xen lẫn từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti, có chừng 10 sợi. Bàn tay hắn chảo vào hư không, lòng bàn tay tản mát ra kim quang cùng pháp tắc tinh ti lập tức chuyển một cái, hóa thành một đại thủ màu vàng, nắm chặt quang đoàn màu vàng trong động kéo lên một cái. Thế nhưng quang đoàn màu vàng này dường như dính chặt tại nơi này, mặc cho đại thủ màu vàng kéo thế nào cũng không nhúc nhích, Nét mặt Hàn Lập khẽ động, hít sâu một hơi, năm ngón tay động liên tục. Lập tức bên trong đại thủ màu vàng chấp kim quang liên tục, lần nữa hiện ra 16 sợi pháp tắc tinh thi. Đại thủ màu vàng biến lớn lên mãnh liệt to đến gấp bội, phun ra từng đạo kim quang như quang diễm, lực lượng thời gian pháp tắc tản mát ra cũng theo đó tăng lên nhiều. Dù như thế, vẫn không cách nào dung chuyển được quang đoàn màu vàng kia mảy may. Sắc mặt Hàn Lập lộ ra một tia kinh ngạc, bấm niệm pháp quyết thu hồi đại thủ màu vàng, hơi trầm ngâm một chút, lần nữa phung tay lên. Một mảnh quang ảnh xanh biếc hiện lên, trong lòng bàn tay của hắn nhiều ra một cái hồ lô xanh biếc, tiếp đó phốc một tiếng vang nhỏ, một đạo lục sắc hào quang từ trong hồ lô huyền thiên bắn ra, vào tới quang đoàn màu vàng. Chỉ là hào quang xanh biếc này vừa rời khỏi phạm vi bao phủ của nghịch chuyển chân luân, lập tức liền bị thời gian chi lực chung quanh giam cầm. Hàn lập thấy vậy, lúc này mới chậm rãi ngồi trồm hổm xuống, tay vươn vào lỗ tròn trong động trên tế đàn, Hào quang xanh biết lúc này mới chạm vào trong quang đoàn nào vàng bao trùm nó lại. Thu, hắn khẽ quát một tiếng, bấm niệm pháp quyết một cái. Hào quang xanh biết lôi kéo lấy quang đoàn màu vàng, ý đồ thu thập vào trong hồ lô Huyền Thiên, nhưng mặc cho hào quang xanh biết lôi kéo thu nhiếp thế nào, quang đoàn kia vẫn như cũ trầm ổn vô cùng, một chút dấu hiệu nhúc nhích cũng không có. Xem ra Huyền Thiên hồ lô cũng không được, sắc mặt Hàn Lập thoáng trầm xuống, ngừng thi pháp, hắn im lặng một lát, lật tay thu Huyền Thiên hồ lô vào bấm niệm pháp quyết thi triển một môn bí thuật khác thật lâu sau hàn lập ngừng tay vẻ mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ hắn đã thi triển hết tất cả những môn bí thuật thu nhiếp mà mình biết đáng tiếc đoàn kim quang này dường như dính chặt trong này vẫn không nhúc nhích hàn lập nhìn kim quang trong động sắc mặt có chút phức tạp chẳng lẽ thật sự chỉ có thể ngồi xem bảo sơn mà bất lực muốn hắn buông tha như vây thật có chút không có cam lòng đoàn kim quang này lợi hại vô cùng số lượng thời gian pháp tác trong đó đã vượt qua hai kiện tiên khí tiểu khóa màu vàng cùng cờ lệnh màu vàng trong tay hắn chứa nói chi là đoàn thời gian pháp tác này ẩn chứa vô tận huyền diệu nếu có thể thu tới tay ngày sau tất sẽ trọng dụng đợi một chút tiên khí trong đầu hàn lập lóe lên điện quang tiếp đó hai tay giao thoa lại bắt đầu bấm niệm pháp quyết chân môn bảo luân tiếp tục xoay tròn nở rộ từng đợt kim quang trói mắt cùng lúc đó trước người hắn chấp động kim quang hội tụ đến một chỗ ngưng tụ thành một cái bình ngọc màu vàng, đúng là quang âm tịnh bình. Tay Hàn Lập biến đổi pháp quyết, kim quang bên ngoài thân bay ra chung quanh, sau đó nhao nhao ngưng tụ hóa thành từng hạt cát vàng, tiếp đó đan vào nhau tạo thành một mảnh đất cát màu vàng. Ba cỗ thời gian pháp tắc đan vào cùng một chỗ, hình thành một cái vòng xoáy màu vàng, xoay tròn cấp tốc. Trong miệng hắn tụng đọc chú ngữ, hai tay biến đổi pháp quyết lần nữa, vòng xoáy màu vàng theo động tác của hắn co rụt vào phía trong mãnh liệt. Một cỗ chấn động thời gian pháp tác vô cùng mãnh liệt hiện lên, vòng xoáy màu vàng biến thành một cái vòng tròn màu vàng, chuyển động nhẹ nhàng. Đã có kinh nghiệm thi pháp hai lần trước, Hàn Lập vận chuyển ba môn công pháp này ngưng tụ ra vòng tròn màu vàng này càng ngày càng thuần thục. "Đi." Hàn Lập đưa tay đẩy vào hư không, vòng tròn màu vàng này lập tức chậm rãi bắn ra, chạm tới quang đoàn màu vàng kia. Vòng tròn bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn, đồng thời nở rộ tinh quang chói mắt vô cùng, tia sáng này càng sáng loá, áp đảo toàn bộ kim quang trong diện. Cùng lúc đó, bên trong vòng tròn màu vàng phát ra một lực hút cường đại, trong khoảnh khắc bao phủ quang đoàn màu vàng lại. Quang đoàn bị cỗ lực cắn nuốt bao lại, rốt cuộc hào quang mặt ngoài hơi nhúc nhích, giống như băng sơn bất động vạn năm, cuối cùng bị người lay động nhúc nhích. Hàn Lập thấy cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên, uy lực ba môn công pháp hợp nhất, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Mấy đạo quang kia màu vàng cực không tình nguyện từ giữa quang đoàn màu vàng bay ra, chui vào bên trong vòng tròn kia, biến mất vô tung ở trên quang đoàn màu vàng lưu chuyển hào quang tựa hồ muốn ngăn cản lại nhưng không có hiệu quả mà mặt ngoài vòng tròn màu vàng chấp động tinh quang càng ngày càng sáng phát ra âm thanh trầm thấp như thần ma ngâm khẽ ô ô ô càng ngày càng nhiều kim quang bị hút ra như trường kính hấp thủy chui vào trong vòng tròn màu vàng sau một lát vòng tròn khẽ run lên phun ra một đạo tinh ti màu vàng lóe lên chui vào trong cơ thể hàn lập sau đó xuất hiện ở trên chân môn bảo luân hắn thấy cảnh này trong lòng vui vẻ tiếp tục tăng lực thúc dục vòng tròn màu vàng. Biến hóa này ngay từ đầu vẫn không có đình chỉ, vòng tròn màu vàng phát ra lực cắn nuốt càng lúc càng mạnh, càng nhiều kim quang từ trong quang cầu bị rút ra, dung nhập vào trong vòng tròn, hóa thành từng đám thời gian pháp tắc tinh thi. Quang đoàn màu vàng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cũng không lâu lắm liền triệt để biến mất. Toàn bộ quang đoàn bị thôn phệ hoàn toàn, trong nháy mắt kim quang trong đại điện hơi chấn động, sau đó biến mất không thấy. Theo kim quang biến mất, thời gian giam cầm trong đại điện cũng không còn sót lại chút nào, tốc độ chảy thời gian động lại không biết bao nhiêu vạn năm lập tức khôi phục bình thường. Nhưng ngay sau đó, một màn xuất hiện ngoài dự đoán của mọi người. Liên tiếp thanh âm phốc phốc truyền đến, những người thiên đình chém giết cùng đệ tử chân môn môn nhao nhao từ trên không rơi xuống, ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ồ, oh, Hàn Lập thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bấm niệm pháp quyết thu hồi vòng tròn màu vàng kia, bước nhanh qua nhìn, hơi sửng sốt một chút khí tức những người này đều không có vậy mà đã chết rồi đã xảy ra chuyện gì vừa rồi trong thời gian giam cầm những người này rõ ràng đều tản mát ra các sắc quang mang trong lòng hàn lập kinh nghi ngồi xổm xuống dò xét một cỗ thi thể trong lòng hơi động một chút cỗ thi thể này toàn thân không có bất kỳ vết thương nào nguyên anh trong cơ thể vẫn còn chỉ là thần hồn trong đầu lại hoàn toàn biến mất không lưu lại một tiên nào hắn vận chuyển thần thức cha xét khắp nơi cỗ thi thể rất nhanh ổ nhẹ một tiếng thần thức ngừng lại trong đầu cỗ thi thể này. Trong đầu người này lưu lại một cỗ khí thức thời gian pháp tắc cực nhạt, nếu không phải hắn tu luyện thời gian pháp tắc, thần thức lại cực kỳ cường đại, suýt nữa cảm giác không ra. Trong cỗ thời gian pháp tắc này có chứa một cỗ ý cảnh vô cùng lăng lệ ác liệt, mơ hồ có vài phần ý vị đạo kim sắc chỉ ảnh kia, hiển nhiên là cỗ ý cảnh lăng lệ ác liệt hơi mờ này đã tiêu diệt thần hồn bọn họ. Hàn lập lại dò xét trong đầu một cỗ thi thể khác, tình huống cũng đều giống như vậy xem ra đạo kim sắc chỉ ảnh không chỉ có lực lượng xuyên thủng vô cùng cường đại, mà còn có thần thông công kích thần hồn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, càng cảm thấy hứng thú với thần thông của đạo kim sắc chỉ ảnh kia. Hàn lập tra ra nguyên nhân cái chết của những người này, phất tay thu lại hai thần hồn kim tiên, không để ý tới những thi thể kia nữa, ánh mắt nhìn lại chân môn bảo luân sau lưng. Trên chân môn bảo luân quấn quanh từng đám thời gian tinh thi bây giờ có chừng 39 đạo, luyện hóa lực lượng đoàn thời gian pháp tắc này lại tăng lên 13 đạo thời gian tinh ti. Chỉ là sau khi biến thành thời gian tinh ti, đoàn thời gian pháp tắc biến hóa đủ loại huyền diệu cũng bị luyện hóa sạch sẽ, biến thành thời gian chi lực thuần túy. Hàn lập có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại dứt bỏ một tia tiếc nuối này. Có thể gia tăng 13 sợi thời gian pháp tắc tinh ti, đã là thu hoạch vượt quá dự kiến rồi, không nên lại lòng tham không đáy. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, lại tìm kiếm trong đại điện một lần nữa, không phát hiện thêm gì liền quay người ly khai nơi đây. Hàn lập ra khỏi đại điện, tiếp tục đi sâu vào trong thung lũng. Tới nơi này, tựa hồ cũng đã đến cuối cùng, phía trước không có xuất hiện kiến trúc nào khác. Hắn cũng không có cải biến phương hướng, tiếp tục phi độn về phía trước tìm kiếm. chương 672, Kinh Thiên Chỉ, Hàn lập vừa phi độn, vừa lật tay lấy ra từng kiện pháp khí chữ vật, đưa thần thức chui vào từng cái. Những pháp khí chữ vật này chính là đồ vật của những đệ tử chân ngôn môn vừa rồi, hắn cũng không phải ham chân bảo bên trong, mà là muốn tìm ra một chút tin tức có quan hệ đến chân ngôn môn, để cho bản thân dễ dàng tránh được phong hiểm, vừa tiếp tục tầm bảo dễ hơn. Nói đi cũng phải nói lại, hắn tiến vào di tích không có bao lâu, không chỉ đạt được công pháp thủy diễn tứ thời quyết cùng chân ngôn hóa luân kinh, còn được hai kiện tiên khí thời gian là lệnh kỳ kim sắc, tiểu thuẫn màu lam, vừa rồi lại tăng thêm 13 sợi tơ thời gian pháp tắc, nhặt được mấy chục kiện pháp khí chữ vật thu hoạch khiến cho hắn có chút hài lòng. Bây giờ, trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong tiếp theo sẽ gặp thêm gì, về phần nhiệm vụ luân hồi điện, ngược lại không còn quan trọng, cùng lắm nhiệm vụ thất bại, nộp lên trên mấy vạn tiên nguyên thạch là được. Hàn lập nhanh chóng kiểm tra những cái pháp khí chữ vật kia, rất nhanh xem xét qua một lần, thế nhưng điều khiến hắn tiếc nuối là, bên trong chỉ có một ít vật liệu, pháp bảo, các loại đan dược, cũng không có tin tức chân ngôn môn mà hắn muốn nhất. Trong lòng của hắn có chút thất vọng, cất kỹ các loại pháp khí chữ vật này, trong lòng khẽ động lấy những pháp khí chữ vật của những tu sĩ thiên đình ban nãy ra kiểm tra một lần ồ hàn lập đột nhiên kêu nhẹ một tiếng trong tay lóe lên bạch quang nhiều ra một khối ngọc giản